Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 5. Một bãi chất nhầy cực kỳ hôi thối văng ra, toàn bộ phòng chủ yến nhất thời tràn ngập xú vị buồn nôn, tất cả mọi người đều vội vàng che lỗ mũi, giật mình nhìn quả trứng nát này. Đúng là trứng chết. Ánh mắt của mọi người đều trở nên quái dị lên. Lý Giật cũng dại ra, trên mặt tất cả đều là giận dữ và xấu hổ, hận không thể có cái hầm chui vào. Phụ vương, đúng là trứng chết. Tần Như Tuyết đột nhiên đại hỉ lên, vội vàng nói. Ngươi xem, hắn đối với ta như vậy, còn nói đối với ta chân tâm, vọng phụ vương. Tần Chính hơi nhướng mày, trầm giọng nói. Vật này cực kỳ quý giá, người bình thường nơi nào biết. Mua phải trứng chết chứng minh Lý Giật cũng là bị lừa vào trong. Đúng, đúng, bệ hạ nói rất đúng, thần cũng là bị lừa vào trong a. Cái tên gian thương kia đáng giết ngàn đao. Lý Giật cắn răng nghiến lợi nói. Tần Chính cất cao giọng nói. Lý Giật khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, công lao to lớn. Hôm nay trẫm liền tuyên bố, đem Như Tuyết. Chậm đã. Đột nhiên một thanh âm không hòa hài đánh gãy, Lý Vân Tiêu cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Bích Thủy Long tình đan kia, là giả. Cái gì? Nguyên bản đang tức giận Lý Vân Tiêu lại dám đánh gãy lời hắn, nhưng câu nói này vừa ra, nhất thời chấn động đến mức toàn trường đều kinh, tất cả mọi người dồn dập nhìn sang. Ngay ở trước mặt hết thảy triều thần cùng bệ hạ hiến giả đan, kia là tội lớn mất đầu. Hơn nữa là hiến cho Tiêu Khinh Vương, ai dám giở trò bịp bợm như thế. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người nhíu lại, tất cả đều rơi vào trên người Lý Giật. Tần Như Tuyết đột nhiên kêu to lên. Giả đan, khẳng định là giả đan. Phụ vương, giết hắn. Nàng tựa hồ bắt được nhánh cỏ cứu mạng, cho Lý Vân Tiêu một ánh mắt cảm kích, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Lý Giật dại ra một hồi, nhất thời giận dữ nói. Lý Vân Tiêu, đừng vội nói bậy. Đây chính là ta tiêu tốn đánh đổi to lớn mới mua được đan dược cấp 6. Người dám nói bậy hoặc chúng, bệ hạ, người này lại đang nói bậy, tâm đáng muôn chém a. Lý Vân Tiêu miệt thị nói. Lại nữa rồi. Lý Giật sững sờ, nhìn trứng thối trong sân, nhất thời ngậm miệng, nhưng ánh mắt kia đủ để đem Lý Vân Tiêu đốt thành cho bụi. Sắc mặt Tần Chính cũng trầm xuống. Quay đầu nhìn về phía Lương Văn Vũ nói. Lương Đại Sư, ngươi xem đan dược này. Lương Văn Vũ tiến lên xem xét tỉ mỉ một trận, chán nản nói. Bệ hạ, viên thuốc này nhìn qua cũng không giống như là giả. Thế nhưng đẳng cấp quá cao, ta dám định không được. Tiêu Khinh Vương kiềm chế lại tâm tình gợn sóng, trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi nói đan dược này là giả, có chứng cứ không? Trước đây xác thực cũng có người địch quốc cố ý làm thuốc giả cho hắn, mấy lần suýt chút nữa bỏ mạng. Vì lẽ đó hắn cũng lòng còn sợ hãi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Muốn giám định rất đơn giản, bởi vì đan dược này bản thân không độc, thế vừa vào máu, liền có thể sản sinh kịch độc, ăn vào tất nhiên tại chỗ đột tử. Cái gì? Tần Chính đột nhiên nhảy lên, ánh mắt nổi giận tìm đến Lý Giật. Nếu thật sự như Lý Vân Tiêu nói, tâm cẩu Lý Giật này. Cái chán Lý Giật bạo suất mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phương Chân cau mày lắc lắc đầu, lúc này hắn mới lấy dũng khí nói. Bệ hạ, người này hoàn toàn là nói bậy, sau khi Tiêu thống lĩnh ăn vào, thương thế sẽ tốt, liền chứng minh viên thuốc này làm thật. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nếu ăn vào đột tử, đầu chó của ngươi có thể đền mạng cho Tiêu thống lĩnh sao? Lý Giật cả giận nói. Tuyệt đối không thể có việc. Lý Vân Tiêu đối chọi gay gắt nói. Ăn vào một quãng thời gian là không có chuyện gì, nhưng trong cơ thể Tiêu thống lĩnh có nội thương, nếu đan dược bộc phát, khà khà, kia là chuyện lớn rồi. Không tin, có thể thử một lần. Thử, làm sao thử? Lý Giật cười lạnh nói. Cấp 6 đan dược quý giá như thế, thử sẽ không còn, đầu chó của ngươi cũng không cách nào đền. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Rất đơn giản, dùng đan dược này dính lên chút máu người. Sau đó tìm một con chó cho ăn vào. Nếu là chó chết rồi, chứng minh là giả đan, có kịch độc. Nếu trong 10 tức chó không chết, chứng minh ta nói là giả. Lại giết chó lấy ra đan dược vẫn kịp. Tần Chính nói. Được, chủ ý này không tệ. Người đâu, kéo một con chó đến. Chuyện hôm nay, trong hai người các ngươi tất nhiên có một người khi quân. Chấm ngược lại muốn xem, là ai to gan như vậy. Trong mắt Tần Như Tuyết lộ ra lo âu và bất an mãnh liệt,
nàng rất sợ việc của mình liên lụy Lý Vân Tiêu, lo lắng sợ sệt không ngớt. Lý Vân Tiêu cho nàng một ánh mắt an ủi, tiến lên gỡ xuống Bích Thủy Long Tình Đan, từ tốn nói. Lão bát, lấy máu của ngươi đi. Lý Giật Cả giận nói. Vì sao không lấy máu của ngươi? Đây chính là chủ ý ngươi nói ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh hô. 8527. Lý Giật giận dữ, tức giận run cầm cập nói. Ngươi tên xúc sinh này nói cái gì? Lý Vân Tiêu dùng tay hướng Mộng Bạch chỉ tay nói. Ta gọi hắn, ta tân thu hạ nhân cấp thấp, đánh số 8527. Hắn quát to. 8527, còn không mau lại đây. Thiếu gia, ta đến rồi. Mộng Bạch hết sức phối hợp chạy vào, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, đứng ở bên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. 8527, hảo hảo làm việc cho Lý gia chúng ta, đây chính là tiền bối của ngươi. Mộng Bạch đàng hoàng hướng Lý Giật hô một câu. Tiền bối. Lý Giật tức giận đến đầu óc muốn ngất, hầu như muốn ngã chổng vó. Bị Phương Chân đỡ lấy, bách quan còn lại đều là mỗi người có tính toán mỉm cười nhìn hai người. Việc của Lý gia cuối cùng cũng coi như bắt đầu loạn lên. Lý Vân Tiêu nói, tiểu bát, nhỏ mấy giọt máu đến trên đan dược này. Mộng Bạch trừng mắt, làm bộ sợ sệt nói. Tại sao muốn máu của ta? Ngươi cắt mình không được sao? Lý Vân Tiêu nổi giận, một chưởng đập tới mắng. Làm nô tài phải có dáng vẻ làm nô tài. Chủ nhân để ngươi làm gì liền làm thế đó, nào có nhiều tại sao như vậy? Theo tiền bối của ngươi hảo hảo học một ít. Lúc này Mộng Bạch mới oan ức từ một cái bàn bên cạnh, gỡ xuống một con dao nhỏ cắt thịt nướng, vẻ mặt đưa đám cắt vỡ ngón tay mình, liều mạng bỏ ra một giọt máu tươi lớn chừng hạt đậu, nhỏ lên Bích Thủy Long Tình Đan. Được rồi chưa, đã thật nhiều máu. Lý Vân Tiêu một cước đá hắn bay ra ngoài. Lăn, không hề có một chút dáng vẻ làm nô tài nào. Hắn lạnh lùng nhìn đan dược này một chút, thản nhiên nói. Thấy máu thì sẽ sản sinh độc tính chí mạng, tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng cũng đủ để độc chết một tên vũ vương cao thủ. Nội tâm hắn là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, có máu của Mộng Bạch này nhỏ lên, tội danh hiến độc đan của Lý Giật là bất luận làm sao cũng chạy không thoát. Bản nguyên chi độc trong cơ thể thiên địa độc thân, chính là khởi nguồn vạn độc, coi như là đế cấp thuật luyện sư kiếp trước của hắn cũng không cách nào hóa giải. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bước ra ngoài thân thể. Rất nhanh, liền có thị vệ cung đình dẫn theo một con chó săn lớn. Lý Vân Tiêu cầm lấy đan dược dính máu, liền muốn cho con chó kia ăn. Đột nhiên Lý Giật quát to một tiếng. Chậm! Hắn cảnh giác nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lạnh lùng nói. Ngươi đi xa một chút, để những thị vệ kia làm. Lý Vân Tiêu làm cái dáng vẻ không đáng kể, đem đan dược để lên bàn. Lúc này Lý Giật mới chỉ huy một tên thị vệ tiến lên, đem đan dược này mạnh mẽ cho chó săn ăn vào. Chó săn ăn vào đan dược, tựa hồ không có bao nhiêu phản ứng, vẫn như cũ gào gào kêu to lên, tựa hồ còn muốn ăn. Tên thị vệ dậy cậu kia cúi đầu nghe một trận, hướng về mọi người báo lại nói. Bệ hạ, nó nói ăn ngon, còn muốn ăn. Tần Chính biến sắc, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Tần như tuyết tái nhợt. Toàn thân thoát lực ngồi xuống ghế. Nội tâm của nàng gào khóc không ngớt, thầm nghĩ đợi lát nữa bất luận làm sao, mặc dù đáp ứng hôn sự này, cũng nhất định phải bảo vệ tính mạng của Lý Vân Tiêu. Ha ha! Lý Giật cất tiếng cười to, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Tiểu xúc sinh, ngươi dám khi quân phạm thượng, ngày hôm nay xem ngươi chết như thế nào. Ha ha, ha ha! Đêm nay vẫn ngột ngạt ở trong lòng tựa hồ trong nháy mắt phóng thích ra. Không chỗ nào lo lắng cười to lên. Nhưng sau khi cười vài tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, nhiệt độ trong đại sảnh tựa hồ đang kịch liệt giảm xuống, từng tia hàn khí nhập vào cơ thể mà tới. Hắn phát hiện Lý Vân Tiêu đang lạnh lùng nhìn hắn cười, ánh mắt kia thật giống như đang xem một thằng hề, xem một kẻ đã chết. Nộ! Lý Giật lần thứ hai giận dữ lên, một người sắp chết đến nơi, lại vẫn dám dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Hắn thầm nghĩ đợi lát nữa nhất định phải đem con ngươi Lý Vân Tiêu đào móc ra. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mọi người bốn phía đều trở nên cùng Lý Vân Tiêu giống như đúc. Một loại nguy hiểm tử vong xông lên đầu, trái tim hắn trong nháy mắt chìm xuống, đột nhiên quay đầu lại nhìn, con chó săn mới vừa rồi còn gào gào gọi lớn, toàn thân đã biến thành màu đen, xám ngắt, ố vàng, đỏ thẫm.
nói chung màu gì cũng có, đã biến thành một con chó chết sặc sỡ, chết không thể chết lại. A! À, Lý Giật sợ đến quát to một tiếng, hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngã nhào trên đất, chỉ vào con chó kia run cầm cập nói. Này, nơi đó sao lại có một con chó chết màu sắc rực rỡ? Trên người Tần Chính tuôn ra một luồng sát khí, gằn từng chữ nói. Ngươi nói xem. Lý Giật tuyệt vọng giống to lên. Làm sao sẽ, làm sao có khả năng? Hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu, giận dữ hét. Là ngươi, nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi đem con chó kia bỏ vào, nhất định là ngươi. Nhanh lấy ra con chó lúc nãy, lấy con chó chết này về. Toàn bộ yến hội, tất cả mọi người một mảnh trầm mặc, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Lý Giật lăn lộn trên mặt đất, giống như một thằng hề. Người Lý gia là mỗi cái trong mắt thả ra tinh mang, khuôn mặt kích động đại hỉ. Lý Giật hiến đan dược có độc, là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới vấn đề quấy nhiễu nhà bọn họ thời gian dài như vậy, liền dễ dàng giải quyết như thế. Mỗi tộc nhân ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nhất thời kính nể lên. Bệ hạ, bệ hạ, Lý Vân Tiêu giấu đi con chó lúc nãy, người nhất định phải tru cửu tộc hắn a. Tựa hồ Lý Giật hơi chút phát điên lên, mình đến địa vị hôm nay khó khăn cỡ nào, hắn làm sao cam tâm trong nháy mắt đổ nát. Tinh thần hắn có chút thất thường, bắt đầu nói loạn lên. Nội tâm Tần Chính cũng là lửa giận ngập trời, thật vất vả bồi dưỡng lên một con rối ức chế Lý gia, nhưng lại phạm thượng lớn như vậy. Nếu không giết hắn, làm sao bàn giao với Tiêu Khinh Vương, nhưng nếu giết hắn, làm sao kiềm chế Lý gia? Hắn quá tức giận, nổi trận lôi đình nói. Người đâu, mang Lý Giật cùng Phương Chân xuống, nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử. Lý Giật cùng Phương Chân ở dưới ánh mắt của mọi người bị bắt đi ra ngoài. Hai người đều hô to oan uổng, nhưng căn bản không người để ý tới. Nhưng thái độ của Tần Chính làm cho trong lòng tất cả mọi người hơi ngờ vực lên. Chuyện cười, dám mưu hại Trấn Quốc Thần Vệ đại thống lĩnh, coi như là vương tôn quý tộc, cũng là một con đường chết. Huống hồ vẻn vẹn chỉ là nô tài nhất thời đắc thế. Chuyện như vậy nên trực tiếp lăng trì là được rồi, căn bản không cần thiết nhốt vào thiên lao, xem ra trong lòng bệ hạ có ý nghĩ khác. Trong mắt Tiêu Khinh Vương lóe ra một tia giận dữ, đứng lên nói. Bệ hạ, thần vết thương cũ tái phát, xin cáo từ trước. Hắn không chờ Tần Chính phê chuẩn, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tần Chính cũng biết hắn đối với mình xử trí tâm có bất mãn, vội vàng nói. Tiêu thống lĩnh vất vả vì nước, là trụ cột quốc gia, nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Trẫm liền cho người đưa 100 viên tư nguyên đan đến Tiêu phủ. Tiêu Khinh Vương đầu cũng không quay về, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Toàn bộ Thiên Thủy quốc dám có cái giá như thế, số lượng sợ cũng chỉ có mấy người. Tiêu thống lĩnh, chậm đã. Lý Vân Tiêu đột nhiên kêu lên. Có thể để ta xem nội thương trên người của Tiêu thống lĩnh hay không? Bước chân của Tiêu Khinh Vương rốt cục ngừng lại, Tần Chính cũng vui vẻ nói. Đúng vậy, Vân Tiêu biết kim châm trích huyệt, ngay cả ngũ âm tuyệt mạch của Như Tuyết cũng có thể trị hết, có thể có biện pháp cũng khó nói. Trong đầu Tần Như Tuyết hơi xúc động, giờ khắc này nàng nhìn Tần Chính, phụ vương trước kia hòa ái hiền lành, đối với nàng sủng ái muốn gì được đó đã không còn, còn lại chỉ là hoàng đế của quốc gia này. Trong mắt nàng tràn đầy đau thương cùng vẻ chán ghét. Đã như vậy, Vân Tiêu ngươi giúp ta xem một chút đi. Tiêu Khinh Vương đồng ý, hắn cũng không có hy vọng gì, chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lý Vân Tiêu đi lên trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoát lên huyền mạch của Tiêu Khinh Vương, giả vờ giả vịt chẩn đoán bệnh. Thần thức thì lại hóa thành một đường, đi khắp chủ mạch điều tra. Toàn bộ phòng yến hội đều dị thường yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng quấy rầy. Thời gian uống cạn chén trà, Lý Vân Tiêu liền thu tay về, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiêu Khinh Vương hơi nhướng mày hỏi. Tiểu quỷ, làm sao? Mi tâm Lý Vân Tiêu nhảy một cái, lạnh lùng nói. Tiểu quỷ, Tiêu Khinh Vương xem thường nói. Làm sao, Lý Thuần Dương ở trước mặt ta cũng là tiểu quỷ, ngươi không phải tiểu quỷ là cái gì? Lý Vân Tiêu không lên tiếng, khẽ gật đầu mới nói. Ngươi có phải là mỗi ngày 3 lần, xương cánh tay, thước cốt, xương cổ tay đều sẽ giống như kiến cắn. Gãi như thế nào cũng gãi không được. Trong mắt Tiêu Khinh Vương sáng ngời, vội nói. Không sai. Có phải là mỗi ngày từ buổi trưa bắt đầu, huyệt phong môn cùng huyệt thần đạo như có hàn băng, sinh ra hàn thể. Không sai. 1 năm trước,
khí hải của ngươi từ giờ dần đến giờ mão có phải là thường có dấu hiệu tán công? Mà hiện tại đã lan đến giờ tỵ. Không sai. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh của ngươi, thời điểm thủ quyết âm tâm bao kinh vận chuyển, có phải là sẽ có cảm giác giống như điện lưu xuyên qua? Không sai. Hừm, ta biết rồi. Hả, tiểu quỷ, ngươi thật là lợi hại, đều bị ngươi nói đúng, vậy ngươi tất nhiên biết phương pháp giải quyết. Trong mắt Tiêu Khinh Vương hào quang chói lọi, kích động nói. Hả, tiểu quỷ ngươi đi đâu? Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra phòng chủ yến, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu gặm đùi dê, ấp úng nói. Ăn cơm à, tiểu quỷ không có biện pháp gì tốt. Vừa nãy ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới ngươi cũng thật thà, ngàn vạn lần đừng để trong lòng à, coi như ta không có hỏi. Toàn trường té xỉu, Tần Như Tuyết xì một tiếng, che miệng mà cười. Từ vừa nãy đến hiện tại, mới lộ ra một tia hài lòng. Tiêu Khinh Vương cũng chóng mặt. Xưa nay không ai dám ở trước mặt hắn như thế. Tiểu, ai, ra ra ngươi Lý Thuần Dương ta gọi hắn lão quỷ, phụ thân ngươi Lý Trường Phong ta gọi hắn tiểu quỷ, không gọi ngươi tiểu quỷ, này gọi cái gì? Tiểu quỷ. Lý Vân Tiêu nhấp một hớp rượu ngon, nghiêm mặt nói. Gọi ta Vân Thiếu là được rồi. Phốc, Hàn Bách ở bên cạnh trực tiếp phun ra một ngụm rượu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vân Thiếu. Trên trán tất cả mọi người đều chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, dám để Tiêu Khinh Vương gọi thiếu gia, tiểu tử này có phải là đầu óc bị ván cửa kẹp, không muốn sống. Sắc mặt của Tiêu Khinh Vương cũng chìm xuống, lạnh lùng nói. Tiểu quỷ, người biết người đang nói chuyện với người nào không? Không người nào dám ở trước mặt ta xưng thiếu gia. Đùng! Lý Vân Tiêu đem bình rượu tầng tầng đặt ở trên tử án, lạnh lùng nói. Thích gọi hay không? Không ai miễn cưỡng ngươi, ngươi không ngại phiền phức, trên bàn nhiều là thịt dê, có thể tắc miệng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Toàn trường đều là mồ hôi lạnh tràn trề, chống đối Tiêu Khinh Vương như vậy, trời ạ, bệ hạ của Thiên Thủy Quốc cũng không dám a. Trên trán Tần Chính cũng chảy mồ hôi lạnh. Tiêu Khinh Vương sững sờ, giận tím mặt, khí thế trên người bỗng nhiên phóng ra, nhanh chân đi về phía Lý Vân Tiêu, mỗi một chân đạp ra. Gạch đá xanh trên đất liền vỡ vụn một tảng lớn. Vân Thiếu, mau mau xin lỗi Tiêu thống lĩnh, ngươi không muốn sống nữa sao? Hàn Bách vội vàng đẩy Lý Vân Tiêu mấy lần. Tiêu Khinh Vương đã đi tới trước mặt hắn, hai mắt như đao, mạnh mẽ theo dõi hắn, tựa hồ muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn. Người chung quanh đều cảm nhận được cỗ khí thế bá đạo kia, cả người khó có thể thích ứng, dồn dập cách xa. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt ngẩng đầu lên. Không sợ hãi chút nào, có chỉ là yên tĩnh vạn cổ bất biến, một đôi mắt sáng như sao, hắn lẳng lặng nói. Tiêu Vũ Vương, uy phong thật to a. Tư, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau, tiểu tử này thật sự không muốn sống, hắn điên rồi. Trong yến phòng, Lý Bạch Phong vội vàng đứng ra, chắp tay nói. Tiêu thống lĩnh, Vân Tiêu hắn còn trẻ không hiểu qua sự, mong thống lĩnh đại nhân xem ở lão gia tử. Ha ha! Đột nhiên Tiêu Khinh Vương cười to lên, nhanh chân đi tới, trực tiếp ở sát bên Lý Vân Tiêu ngồi xuống, một cái tát đập ở trên vai hắn, cười nói. Hậu nhân của lão quỷ Lý Thuần Dương kia quả nhiên có phong độ, ha ha, sao ta không sinh được hậu nhân thú vị như thế? Vân Thiếu liền Vân Thiếu, sau này ta gọi ngươi là Vân Thiếu. Dầm, té xỉu một đám lớn, tất cả mọi người mặt đầy mồ hôi lạnh, Tiêu Khinh Vương lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Tiêu Khinh Vương cũng cầm lên thịt dê trên bàn bắt đầu gặm, nói hàm hồ không rõ. Vân Thiếu, bệnh này của ta đến cùng có trị được hay không? Lý Vân Tiêu yên lặng ăn thịt, không lên tiếng. Tiêu Khinh Vương suýt chút nữa bị nghẹn, truyền âm nói. Tiểu tử, chớ quá mức, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi. Đôi môi của Lý Vân Tiêu cũng khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Mặt mũi, đệt, vừa nãy một trưởng kia hạ xuống. Xương bả vai của ta đều bể, người dám nói không phải cố ý. Ta nhịn đau đến sắc mặt đều xanh lên, chỉ có thể uống rượu che giấu. Trên mặt hắn lộ ra dáng vẻ hơi trầm tư, trầm ngâm nói. Vừa nãy nghĩ đến một biện pháp, nhưng bị ngươi dọa, quên hết rồi. Rào! Bách quan trọng thần thật vất vả phục hồi tinh thần lại, tất cả đều lần thứ hai ngã chồng vó. Tiêu Khinh Vương nhìn hắn đau đến trên mặt chảy mồ hôi lạnh. Nội tâm âm thầm cười to không ngớt,
trên mặt vẫn làm ra một bộ chính kinh. Này phải như thế nào mới nghĩ ra? Lý Vân Tiêu nói. Uống rượu, trước tiên theo ta uống chút rượu, biện pháp sau này hãy nói. Được, uống rượu. Tiêu Khinh Vương bưng chén rượu lên, lại là một chưởng vỗ ở trên vai Lý Vân Tiêu, nhìn sắc mặt Lý Vân Tiêu trong nháy mắt tái nhợt, cười to lên. Ngày hôm nay bổn thống lĩnh cùng ngươi uống tới say mới thôi. Sau khi náo loạn lâu như vậy, hai nhân vật chính, một đã đi, một dầu dĩ không vui ngồi ở chỗ đó, bầu không khí tiệc rượu cũng không còn. Trọng điểm duy nhất chính là Lý Vân Tiêu đã từng là trò cười, bắt đầu long trọng tiến vào trong mắt mọi người, không ai dám có lòng khinh thị. Lam Huyền ở sau lưng Lam Hoàng, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, đột nhiên cảm thấy lúc trước mình bại bởi người này, thua cũng không oan uổng. Một lát sau, Tần Chính cũng đứng dậy nói có việc, tiệc rượu liền đến đây kết thúc. Mọi người dồn dập đứng dậy cáo từ, nhưng lúc mỗi người rời đi đều sẽ hơi hướng về phía Lý Vân Tiêu gật đầu lấy lòng. Ngay cả Lam Hoàng cũng cười nói Lý gia có hậu nhân. Tần Như Tuyết trực tiếp chạy tới, vành mắt đỏ lên nói. Vân Tiêu, cảm tạ ngươi. Lý Vân Tiêu hơi mỉm cười nói. Không có chuyện gì, dễ như ăn cháo. Cô gái nhỏ tựa hồ thay đổi tính tình, có chút trầm mặc lên, khẽ gật đầu, liền theo cung nữ thái giám rời đi. Lý Bạch Phong trước tiên cùng Tiêu Khinh Vương bắt chuyện, mới hướng Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu, ngươi cùng Tứ Thúc trở lại hay là? Lý Vân Tiêu phất phất tay nói. Tứ Thúc các ngươi đi về trước đi, có điều, còn không kết thúc đâu. Hắn nói làm Lý Bạch Phong sững sờ, tựa hồ đăm chiêu, liền dẫn mọi người rời đi. Tiêu Khinh Vương tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, trong con ngươi lướt qua một tia tức giận. Lý Vân Tiêu lén lút dùng mấy viên đan dược, nhất thời trên bả vai đau xót giảm nhiều, hắn cũng đứng lên nói. Tiêu thống lĩnh, trước tiên cáo từ, chờ ta nghĩ ra biện pháp, liền sẽ nói cho ngươi. Tiêu Khinh Vương nói. Được, ta bất cứ lúc nào cũng đợi Vân Thiếu. Người đừng quên là được rồi. Hắn thân có nội thương đã không phải một hai ngày, ngược lại cũng không vội ở nhất thời. Phóng khoáng uống sạch rượu trong chén liền cười to rời đi. Lần này ngay cả Trần Chân cùng Hàn Bách nhìn hắn cũng triệt để không giống, Trần Chân phục sát đất, thở dài nói. Vân Thiếu, ngay cả Tiêu Khinh Vương cũng bị ngươi thuyết phục. Huynh đệ ta cũng cảm thấy tự hào a. Làm sao ngươi biết viên Bích Thủy Long Tình đan kia là độc đan? Đúng đấy. Sư phụ, người thật là lợi hại a, ở xa nhìn liền có thể biết. Mộng Bạch cũng sùng bái nói. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng nói. Đó là Bích Thủy Long Tình đan thật, cũng không có độc. Cái gì? Mấy người hoàn toàn biến sắc, đều không thể tin tưởng. Nhưng trong lòng Mộng Vũ hơi động, kinh hãi nhìn Mộng Bạch. Lý Vân Tiêu nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, vừa đi vừa nói. Vừa ra Hoàng Cung. Hắn liền đem sự tình Mộng Bạch là thiên địa độc thân nói một lần, đừng nói Trần Chân cùng Hàn Bách, coi như là Mộng Bạch, cũng là mặt đầy khiếp sợ. Hàn Bách sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, khâm phục nói. Vân Thiếu, ngươi thật sự là can đảm a, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng dám chơi hoa chiêu, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục a. Đồng thời nội tâm hắn cũng âm thầm hài lòng, bí ẩn như vậy Lý Vân Tiêu cũng chịu cùng bọn họ nói, tự nhiên là coi bọn họ thành tâm phúc. Xin hỏi phía trước là Lý Gia Vân Tiêu thiếu gia. Đột nhiên một thanh âm xa xa truyền đến, một bóng người nhấc theo đèn lồng chạy tới. Chủ nhân nhà ta muốn mời Vân Thiếu gia đi qua nói chuyện. Lý Vân Tiêu định nhãn nhìn tới, ở cách đó không xa đặt một chiếc đại kiệu tám người khiêng, mặt trên điêu long trác phượng, bên trong đèn đuốc sáng choang, tựa hồ có bóng người tự rót tự ẩm. Hắn lạnh lùng nói. Sắc trời đã tối, ta buồn ngủ. Hôm nào đi. Ha ha. Tuy rằng sắc trời muộn, nhưng rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Bản vương tự hỏi phải chăng có thể cùng Vân Thiếu làm chi kỷ, không biết Vân Thiếu có thể nể nang mặt mũi hay không. Một nam tử âm thanh thành tuyến, xa xa truyền tới, là nhị vương tử Tần Nguyệt, hơn nữa âm thanh hùng hồn dồi dào, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đáp lại nói. Mặc dù là chi kỷ, ta cũng không có hứng thú cùng một nam nhân nói chuyện trong đêm, lại trong một phòng. Tần Nguyệt cười to lên. Này còn không đơn giản, ta có 8 hầu gái tùy tùng, mỗi cái mỹ mạo như hoa. Để bọn họ rót rượu ca múa, người ta đối ẩm, không say không về. Lý Vân Tiêu hơi trầm ngâm nói. Như vậy, này đáng giá uống một hồi. Hắn để đám người Hàn Bách về trước,
mình liền đi đến đại kiệu. Người bên người Tần Nguyệt mỗi cái đều căm giận không ngớt, Lý Vân Tiêu ý tứ là có mỹ nữ mới đáng giá nói chuyện, không có mỹ nữ mà nói, nhị vương tử cũng không đáng hắn tới. Nhưng Tần Nguyệt lòng dạ rộng lớn, cũng không để ý chuyện này, chỉ cần Lý Vân Tiêu có thể đến, hắn liền mừng rỡ. Nhất thời chọn hai cung nữ xinh đẹp nhất vào kiệu hầu hạ. Trong kiệu so với bên ngoài nhìn qua còn rộng lớn thoải mái hơn, xa hoa không cần phải nói, bốn người đồng thời đi vào, không một chút nào chen chúc. Lúc này Lý Vân Tiêu mới quan sát tỉ mỉ vị vương tử này, ngoại trừ tướng mạo tuấn lãng ra, còn có một loại khí độ cùng thần thái ung dung, này ở trên người thành viên hoàng tộc là rất hiếm thấy. Càng hiếm có chính là, Tần Nguyệt vương tử chỉ so với Lý Vân Tiêu lớn hơn một tuổi mà thôi. Tần Nguyệt cũng khá có thâm ý đánh giá Lý Vân Tiêu một phen, cười nói. Nghe đồn quả nhiên là giả, Vân Thiếu khí vũ phi phàm, thâm tàng bất lộ. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Điện hạ quá khen, ta nhìn vẻ mặt của điện hạ, giữa hai lông mày long khí ẩn hiện, chính là hình ảnh chân long. Sắc mặt Tần Nguyệt cả kinh, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên nói thẳng thắn như vậy, sau khi kinh hãi lập tức cười to nói. Bạch thống lĩnh nói ta tối nay tất gặp phải quý nhân trong số mệnh, từ đây một đường bằng phẳng. Ban đầu ta còn không tin, không biết Vân Thiếu có phải là quý nhân trong số mệnh của ta hay không. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Thần bí nhất trong Trấn Quốc thần vệ, tam thống lĩnh Bạch Mâu. Có người nói hắn có khả năng tiên đoán, thông hiểu chiêm tinh thuật, lại không biết thực hư. Đối với chiêm tinh thuật, Lý Vân Tiêu biết cũng không nhiều, kiếp trước chỉ gặp mấy vị đại năng. Xác thực có thể nhìn thấy quá khứ vị lai. Tự nhiên là thật sự. Tần Nguyệt hơi vỗ tay một cái, trong kiệu nhất thời thêm ra một bóng người. Một nữ tử toàn thân bạch sa lẳng lặng ngồi ở trong góc, ánh mắt ngưng tụ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Bạch thống lĩnh hóa ra là nữ tử. Hắn lập tức cười nhạt nói. Có hiền sĩ như thế làm quý nhân của vương tử liền được rồi, ta không muốn tham dự đại sự thay đổi triều đại gì. Thịch. Một vị hầu gái đang rót rượu sợ đến trong tay run lên, bình rượu ngã trên mặt đất, hương tử phân tán. Ánh mắt Tần Nguyệt phát lạnh, sát khí tràn ngập toàn bộ trong kiệu, thị nữ kia sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng quỳ xuống đất thu thập tàn tử, thân thể sợ run lẩy bẩy, nước mắt càng là rào rào rơi xuống. Một người hầu gái khác sắc mặt cũng trắng bệch, hai người nghe thấy lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, sợ là không còn sống lâu nữa. Bạch Mâu ngồi ở trong góc một lời chưa nói đột nhiên mở miệng nói. Vân Thiếu quả nhiên can đảm hơn người, so với Bạch Mâu dự đoán còn lợi hại hơn. Nguyệt Vương tử tương lai tất thành Thiên Thủy quốc chủ, người giúp đỡ hắn, đối với cơ nghiệp thiên thu của Lý Gia, cũng có lợi ích to lớn. Hiện tại Lý Gia gặp khốn cảnh, chẳng lẽ Vân Thiếu làm như không thấy? Lý Vân Tiêu nhất thời trầm ngâm, việc của Lý Gia hắn căn bản không có bao nhiêu tâm tư. Nhưng dù sao thân thể này là Lý Gia dưỡng dục, trong cơ thể hắn cũng chảy huyết mạch Lý Gia. Hơn nữa chỉ cần hắn khôi phục thực lực kiếp trước, đừng nói thế gia của một quốc gia, coi như Lý Gia muốn khai tông lập phái, kiến quốc lập nghiệp cũng là việc dễ như ăn cháo. Nhưng ánh mắt của hắn ngưng lại, đột nhiên nhớ tới trước khi ngã xuống, tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Nếu đến thời điểm ngay cả mình cũng khó giữ được, còn nói gì tới giữ gìn Lý Gia. Vì Lý Gia tìm một chỗ dựa cùng bảo đảm. Cũng không uổng công đời này sinh là người Lý Gia. Lúc này hắn mới than thở. Ta muốn Nguyệt Vương tử bảo đảm, chỉ cần Nguyệt Vương tử còn trên đời một ngày, liền bảo đảm Lý Gia vinh hoa phú quý, thanh uy không ngã, vĩnh hưởng thái bình. Ánh mắt Tần Nguyệt ngưng lại, lập tức cười to nói. Được, bản vương liền cho ngươi cái hứa hẹn này, chỉ cần Tần Nguyệt ta còn trên đời một ngày, chỉ cần Lý Gia không có tâm mưu phản, ta tất bảo đảm Lý Gia thiên thu thái bình. Sau khi hắn hứa hẹn, lại than thở nói. Lý Gia với đất nước có công lớn, vốn nên như vậy. Đáng tiếc phụ vương, ai? Lý Vân Tiêu nói. Thọ tử cẩu phanh, vắt chanh bỏ vỏ, các đời đế hoàng, đều là như vậy. Hiện tại ta đã đáp ứng giúp đỡ Nguyệt Vương tử, muốn ta làm cái gì, cứ việc nói đi. Tần Nguyệt vội hỏi. Vân Thiếu yên tâm, Tần Nguyệt ta tuyệt đối không phải người vắt chanh bỏ vỏ. Lý Vân Tiêu chẳng cần biết có được không, chỉ cần mình khôi phục thực lực, hắn hứa hẹn cũng không đáng kể. Trừ khi mình lần thứ hai ngã xuống, vậy cũng cho Lý Gia nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Bạch Mâu mở tiếng nói. Vân Thiếu, thương thế của Tiêu thống lĩnh, người có mấy phần chắc chắn. Trong mắt Tần Nguyệt cũng bắn mạnh ra hàn mang, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu.
Thương thế trên người Tiêu Khinh Vương nguyên bản là không có thuốc nào chữa được, thời điểm tất cả mọi người mưu đồ thế cuộc đều đem yếu tố này cân nhắc vào. Ai biết Lý Vân Tiêu ngang trời xuất hiện, để tương lai xuất hiện biến hóa cực lớn. Nếu thương thế của Tiêu Khinh Vương có thể khỏi hẳn, vậy tất cả mưu tính đều tan vỡ. Lý Vân Tiêu nhìn Bạch Mâu một chút, xem ra trong trấn quốc thần vệ cũng không phải bền chắc như thép, chỉ là không biết Lạc Vân Thường thuộc về phái nào, hắn từ tốn nói. 100%. Cái gì? Hai người đồng thời cả kinh quát lên, liếc mắt nhìn nhau, đều không thể tin tưởng. Tần Nguyệt trầm giọng nói. Vân Thiếu thật có tự tin 100%. Hắn tựa hồ vẫn là khó có thể tin. Lý Vân Tiêu khẽ nói. 100% xác định không thể nghi ngờ. Ý tứ của Nguyệt Vương Tử, chẳng lẽ là để ta không chữa khỏi? Không. Tần Nguyệt đột nhiên đứng lên, trong hai mắt bắn mạnh ra điểm điểm tinh mang. Phải trị khỏi, nhất định phải trị khỏi. Hắn mừng lớn nói. Thực sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần có Tiêu Khinh Vương, bên đại ca kia liền tuyệt không dám lộn xộn, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Lý Vân Tiêu nói. Nguyệt Vương Tử Điện Hạ mới có 16 tuổi, so với Dương Vương Tử Điện Hạ trẻ hơn 30 tuổi. Nói vậy bệ hạ cũng sẽ ủng hộ ngươi, chỉ có điều thân thể bệ hạ, bằng vào ta nhìn, không còn nhiều thời gian. Hai mắt Tần Nguyệt hơi chấn động, sợ hãi nói. Vân Thiếu có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra gì đó? Trong mắt Bạch Mâu cũng là tinh mang lấp lóe. Vân Thiếu y thuật thiên hạ vô song, chẳng lẽ thân thể bệ hạ có bệnh? Lý Vân Tiêu ngay cả Tần Như Tuyết cùng Tiêu Khinh Vương cũng có thể trị hết, hiện tại hai người đối với y thuật của hắn là 100% tín nhiệm. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu nói. Bệ hạ đã hơn 70 tuổi, tuổi già sức yếu. Nhưng mấu chốt nhất không phải điểm ấy, mà là ta phát hiện trong con người hắn mang theo vẻ trắng bạc, rất khả năng là chúng một loại độc dược mãn tính. Bạch Mâu kinh hãi nói. Dĩ nhiên có người dám hạ độc hoàng thượng. Trong mắt Tần Nguyệt lóe ra một tia phẫn nộ, lạnh lùng nói. Nhất định là đại ca làm ra, hắn đã đợi không kịp. Lý Vân Tiêu nói. Nếu bệ hạ đột nhiên băng hà, đối với Thiên Thủy quốc thực không phải chuyện may mắn. Ta cho rằng điện hạ nên nhanh chóng vào cung, thuyết phục bệ hạ viết chiếu thư, lập ngươi làm vương. Tần Nguyệt cười khổ nói. Vân Thiếu khẳng định bệ hạ muốn lập ta như vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Các thần tử ai không biết, Tần Dương điện hạ từ nhỏ liền đi theo bệ hạ Nam Chinh Bắc Chiến, quân công hiển hách, đã sớm được công nhận là người nối nghiệp quốc vương. Nhưng mấy năm qua, bệ hạ đột nhiên thay đổi thái độ, bắt đầu có ý định lạnh nhạt cùng xa lánh hắn. Đồng thời chậm rãi cướp đoạt lực lượng của hắn, tất cả đều giao cho Tần Nguyệt điện hạ ngươi. Ngay cả Bạch Mâu thống lĩnh, cũng là bệ hạ phái tới bảo vệ ngươi a. Bằng không trấn quốc thần vệ, ai dám một mình đứng thành hàng. Hắn nhẹ rên một tiếng, lãnh đạm nói. Bệ hạ thái độ như thế, dù là kẻ ngu si cũng có thể thấy, hắn có ý định lập ngươi. Chỉ là Tần Dương ở trong triều cùng quân đội ảnh hưởng quá lớn, bệ hạ sợ ngươi trấn giữ không được. Vì vậy chậm chạp chưa tuyên mà thôi. Ngay cả Lý gia chúng ta trước cũng là đứng ở bên Tần Dương, chỉ khi tên cẩu nô tài kia lên nắm quyền, mới bắt đầu cố ý ngã về điện hạ ngươi. Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu liếc mắt nhìn nhau, đều cười khổ lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy cụt hứng. Làm sao? Mí mắt của Lý Vân Tiêu giật lên. Ta phân tích có chỗ sai lầm. Tần Nguyệt than thở. Ngay cả nhân vật như Vân Thiếu cũng sẽ nghĩ như vậy, vậy thì chẳng trách những người khác. Kỳ thực, ta chỉ là một con cờ do phụ vương đẩy lên mặt bàn mà thôi, quân cờ dùng để đối kháng Tần Dương. Trong đôi mắt hắn mơ hồ có chút giận dữ. Ngươi cho rằng ta muốn tranh vương vị sao? Ta bị phụ vương đẩy lên nơi này, không tranh chỉ có một con đường chết. Con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, trầm giọng nói. Vậy bệ hạ vừa ý đến cùng là người phương nào? Trong tất cả vương tử, ta thực sự không nghĩ ra. Có ai có thể để bệ hạ vì bảo toàn người kia, dĩ nhiên đồng ý hy sinh một đứa con trai khác của mình. Tần Nguyệt cười khổ nói. Lẽ nào bảo toàn nhất định phải là vương tử sao? Hắn muốn bảo toàn chính là hắn. Lý Vân Tiêu sững sờ, con người chậm rãi mở ra, hắn tựa hồ rõ ràng lên, trầm tư nói. Ý của ngươi là nói, Tần Dương điện hạ vội vã bức cung, nhưng bệ hạ lưu luyến vương quyền, vô ý thoái vị. Vì ức chế Tần Dương điện hạ. Mới đem ngươi đẩy tới, để Tần Dương điện hạ vội vàng đối phó ngươi, mà không rảnh phân thân nhòm ngó vương vị. Trong mắt Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu đều lộ ra vẻ khiếp sợ,
Tần Nguyệt cười khổ nói. Vân thiếu thật là kỳ tài ngút trời, ta chỉ thoáng để điểm, ngươi liền đem ngọn nguồn phân tích thanh thanh sở sở. Nếu Vân thiếu sớm chịu giúp ta, ta đã sớm đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Bạch Mâu cười nói. Xem ra ta quả nhiên không có tính sai, Vân thiếu thật là đại quý nhân trong số mệnh của Vương tử Điện Hạ. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Nếu như vậy, liền phiền phức, quốc vương bệ hạ trúng độc, lúc nào cũng có thể băng hà. Nếu không có bệ hạ trợ lực, Nguyệt vương tử thật sự khó có thể cùng đại vương tử chống lại. Trong mắt Tần Nguyệt tinh mang thiểm lộ, cười to nói. Vì lẽ đó ta nhất định phải tìm một thế lực lớn khác giúp đỡ, mà Vân Thiếu đột nhiên xuất hiện, là trời cũng giúp ta. Lý Vân Tiêu nói. Ta rõ ràng, người ngươi vừa ý là Tiêu Khinh Vương. Nhưng Trấn Quốc thần vệ là quy bệ hạ trực tiếp thống lĩnh, mặc dù Tiêu Khinh Vương có thể khỏi hẳn, cũng chỉ có thể chống đỡ bệ hạ tương lai. Mà không phải một vương tử nào đó. Tần Nguyệt nói. Ta biết, nhưng nếu Vân Thiếu có thể triệt để trị khỏi Tiêu Khinh Vương, vậy hắn liền thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đến thời điểm chỉ cần hắn hơi thiên hướng ta, cũng đủ để cho ta thuận tiện rất nhiều. Kỳ thực ta cùng đại ca tranh vương vị, là nắm giữ ở trong tay 6 người, chỉ cần 4 người trong đó chịu ủng hộ ta, coi như văn võ cả triều phản đối, ta cũng không có gì lo sợ. Bạch Mâu khẽ nói. Tể tướng Lam Hoàng, lão hồ ly này vẫn bàng quan, chậm chạp không chịu đứng thành hàng. Tổ phụ Vân Thiếu tính quốc công đại nhân, nguyên bản là đứng bên đại vương tử, nhưng hiện tại sinh tử chưa biết, Lý gia cũng tiền đồ khó lường. Tiêu Khinh Vương đại thống lĩnh trực tiếp thuộc về bệ hạ, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Cung đình thủ tịch thuật luyện sư Trương Thanh Phàm đại nhân là có ý định thiên hướng Tần Dương điện hạ. Mà già Lam học viện viện trưởng Trung Ly Sơn đại nhân lại nghiêng về Nguyệt Vương tử điện hạ. Bởi vì Nguyệt Vương tử điện hạ là học sinh hắn tự tay dạy dỗ. Vị cuối cùng là thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn đại nhân, nhưng lại không tham dự quốc sự, một lòng tu thuật luyện chi đạo. Ánh mắt Tần Nguyệt lấp lóe nói. Ta sẽ toàn lực trợ giúp Vân Thiếu đoạt lại quyền hành Lý gia, như vậy liền có Lý gia cùng lão sư ủng hộ ta, hơn nữa Tiêu Khinh Vương hảo cảm, tương đương với có 2 người rưỡi. Coi như Trương Thanh Phàm cùng Lam Hoàng toàn lực chống đỡ Tần Dương, ta cũng thắng được nửa cái. Như vậy đại sự có thể thành. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Điện hạ đừng quên còn có bệ hạ, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, coi như toàn bộ 6 người ủng hộ ngươi cũng vô dụng. Ánh mắt Tần Nguyệt dần lạnh. Ý của ngươi là, phụ vương còn trên đời, ngược lại gây bất lợi cho ta. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Lợi và hại toàn bộ dựa vào bản thân sử dụng, làm đúng chính là lợi, làm không tốt chính là tệ. Nhưng nếu như bệ hạ đột nhiên băng hà, khắp thiên hạ đều biết là Tần Dương điện hạ hạ độc, vậy cho dù toàn bộ 6 người kia trợ Tần Dương, điện hạ cũng không cần sợ hãi. Tần Nguyệt đại hỉ, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, kích động nói. Nếu như Vân Thiếu có thể giúp ta thành sự, ta không chỉ bảo đảm Lý gia thiên thu bình an, hơn nữa sau khi ta đăng cơ, chuyện thứ nhất là hạ lệnh đem Như Tuyết gả cho ngươi. Phốc, Lý Vân Tiêu một ngụm rượu trực tiếp phun đầy mặt Tần Nguyệt. Khắc khục, đệt, ngươi muốn hại chết ta. Tần Nguyệt sững sờ, 2 tên hầu gái cũng bị dọa sợ, vội vàng giúp hắn lau vết rượu. Tần Nguyệt đẩy 2 người ra, như có điều suy nghĩ nói. Rõ ràng, Vân Thiếu là loại tài tử lướt trong 100 khóm hoa, lưu hương không để lại người. Tuy rằng Như Tuyết đẹp đẽ đáng yêu, nhưng yêu kiều khó dưỡng, cùng Vân Thiếu làm chồng hờ vợ tạm một quãng thời gian cũng được. Mọi người đều là nam nhân, ta rõ ràng. Nếu như ta có thể đăng cơ, chuyện này tất nhiên thay ngươi an bài. Trên trán Lý Vân Tiêu tất cả đều là mồ hôi lạnh, người này vì đăng cơ, ngay cả em gái của mình cũng có thể tùy tiện tặng người chơi, cùng cha hắn so sánh, quả thực là hổ phụ sinh hổ tử a. Hắn vội vàng nói. Việc kia sau này hãy nói, trước tiên nói chuyện chính sự, trước tiên nói chuyện chính sự. Bạch Mâu cũng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, trong mắt lóe ra một tia kiều nộ. Hiển nhiên 2 người quan hệ cũng không phải quân thần đơn giản như vậy. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn của thị vệ. Người nào, cẩn thận có thích khách. Xèo, xèo. Đầy trời mưa tên phá trời cao, dồn dập hạ xuống, 4 phương 8 hướng hướng về Long Kiệu phóng tới. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết của hộ vệ. Tất cả mọi người đều tập trung, bảo vệ điện hạ. Tần Nguyệt ở trong kiệu sắc mặt hơi thay đổi. Vẫn như cũng ngồi ngay ngắn như thường. Bạch Mâu càng giống như không có chuyện gì phát sinh,
châm rượu cho hai người. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói. Đối đầu với kẻ địch mạnh, điện hạ dĩ nhiên vẻ mặt bất động, quả nhiên có khí độ. Tần Nguyệt cũng cả kinh nói. Ta có Bạch thống lĩnh bảo vệ, tự nhiên không sợ thích khách. Nhưng Vân Thiếu là một thân một mình, cũng điềm tĩnh như vậy, kia mới thật làm bản vương khâm phục. Lý Vân Tiêu cười nói. Chẳng lẽ Bạch thống lĩnh chỉ bảo vệ điện hạ, không bảo hộ ta? Vậy ta phải hô cứu mạng a. Ha ha. Tần Nguyệt cười to lên. Vân Thiếu yên tâm ngồi ngay ngắn, loại ám sát này bản vương trải qua không 10 lần cũng có 9 lần. Chỉ cần có Bạch thống lĩnh ở đây, ngoại trừ hai vị vũ vương đại nhân, ai có thể thương ta? Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Nếu như vậy, tự nhiên rất tốt, nhưng lần này, e sợ có phiền phức. Hả? Hai người đều sững sờ, đột nhiên con ngươi của Bạch Mâu nhíu lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên quát. Không được, đối phương đến cao thủ. Liền nghe thấy ở ngoài cỗ kiệu có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tất cả đều là hộ vệ của Tần Nguyệt, tựa hồ trong nháy mắt liền bị người đánh giết không ít. Trong ánh mắt Bạch Mâu bắn ra sát khí lăng liệt, cả người lạnh rên một tiếng, đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, biến mất không còn tăm hơi. Tần Nguyệt giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, không hiểu vì sao hắn biết tình huống địch nhân. Mà hai mắt của Lý Vân Tiêu lại ngưng tụ, thân pháp của Bạch Mâu xác thực có chút ý nghĩa, nhưng ở trong mắt hắn chỉ là tiểu hài tử chơi mà thôi. Hắn hướng Tần Nguyệt cười nói. Tuy rằng đối phương mạnh mẽ, nhưng có Bạch thống lĩnh, điện hạ cứ yên tâm đi. Bạch Mâu không ở bên người, tựa hồ Tần Nguyệt có chút kích động, lạnh lùng nói. Đêm nay người ám sát, bản vương một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bên ngoài cỗ kiệu truyền đến tiếng kinh nộ của Bạch Mâu, tựa hồ cùng người vừa tới chiến thành một đoàn, đối với thế lực của đối phương khiếp sợ không thôi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đừng cho rằng ẩn giấu võ kỹ ta liền không tra được. Dám ám sát phương tử, mặc ngươi có thiên đại bối cảnh cũng là một con đường chết. Đột nhiên tiếng Bạch Mâu lo lắng hét lớn truyền đến. Điện hạ cẩn thận. Một luồng uy thế tuyệt cường từ trên trời rơi xuống, như lưu tinh rơi rụng, mạnh mẽ lao vào long kiệu. Trên kiệu phóng ra từng vòng ánh sáng, vô số trận pháp hoa văn phức tạp từng cái thoáng hiện, tất cả đều là trận pháp phòng ngự chồng chất, cộng thêm khả năng chống đỡ phản xạ. Long kiệu của Tần Nguyệt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ bị cỗ sức mạnh tuyệt cường kia nổ ra. Thân kiệu triệt để nát tan, hướng về tứ phương bắn nhanh mà đi. Nguồn sức mạnh kia dự uy không giảm, sau khi đập vỡ kiệu ầm ầm hạ xuống, hướng về trong kiệu chém tới. Chỉ thấy bốn bóng người hướng hai bên từ trong kiệu bay ra ngoài, công kích thất bại, đem vị trí nguyên bản của long kiệu đập ra một cái hố to. Ở phía xa, lúc này trong lòng Bạch Mâu mới buông lỏng, một trưởng bước lui đối phương, vội vàng chạy về chỗ Tần Nguyệt. Nàng kiểm tra Tần Nguyệt một chút, phát hiện ngoại trừ ở ngực có một vết chân ra, còn lại không có thương thế, lúc này mới hướng về Lý Vân Tiêu giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, người dĩ nhiên vì cứu hai thị nữ, đem vương tử điện hạ đá bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu một tay ôm một mỹ nhân, xa xa hạ xuống, đem hai nàng hầu gái thả xuống, lúc này mới cười nói. Ta chỉ có hai tay, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể bản năng ôm mỹ nữ. Tần Nguyệt điện hạ không phải không có chuyện gì sao, không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi! Bạch Mâu tức giận đến sôi lên, nàng đang muốn nổi giận, lại bị Tần Nguyệt một phát bắt được. Tần Nguyệt cười khổ nói. Vân Thiếu phong lưu phóng khoáng, lúc lâm nguy trước tiên cứu mỹ nhân cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại nên nghĩ làm sao chạy trốn đi. Tần Nguyệt mang theo thị vệ dĩ nhiên toàn bộ bị giết, trong đó còn có không ít võ sư cường giả. Mà đối phương tuy rằng cũng tử thương không ít, nhưng hai người sâu không lường được lại không mất một sợi lông, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, từng bước một đi tới. Trong mắt Bạch Mâu lóe lên một tia kinh nộ, quát lên. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai. Ngươi cố ý ẩn giấu thân hình, dùng xúc cốt pháp đem thân thể biến ảo, hơn nữa trên võ kỹ chuyên chọn chiêu thức linh động nhẹ nhàng. Làm như vậy tuy rằng không có thể đánh bại ta, nhưng có thể ẩn tàng hành của tung mình, hơn nữa nhiệm vụ của ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn cản ta liền có thể. Tâm tình của nàng từ từ tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Mà quan trọng nhất là kế mông ra tay, đánh giết phương tử điện hạ. Ta nói có đúng không, Cao Phong? Nam tử che mặt kia nghe xong, một tay tóm lấy mặt nạ của mình kéo xuống. Một khuôn mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát khí ngập trời.
Kinh khí cả người hắn trong nháy mắt thả ra ngoài, áo khoác màu đen dầm nứt thành vô số mảnh vải phân tán. Trước kia thân thể thấp bé bắt đầu bành trướng, cả người trong nháy mắt cao lớn hơn một thước, thể trạng cũng biến thành thô to. Người kia cũng trực tiếp xé đi mặt nạ, lạnh lùng đứng ở bên cạnh Cao Phong. Trong lòng Bạch Mâu một mảnh lạnh lẽo, hai người này một là tứ tượng cảnh vũ quân, một cái khác là tam tài cảnh đại vũ sư, hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều, nàng cả giận nói. Cao Phong, người thân là Trấn Quốc thần vệ đại đội trưởng, dĩ nhiên nương nhờ vào đại vương tử. Người có bao giờ nghĩ tới cơn giận của bệ hạ, cơn giận của Tiêu thống lĩnh? Cao Phong mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói. Bạch thống lĩnh ngươi không phải cũng vậy sao? Tựa hồ vương tử chi tranh này, ngươi tham dự càng nhiều. Bạch Mâu cả giận nói. Ta là vâng mệnh bệ hạ, bảo vệ Nguyệt vương tử. Mà ngươi thì sao? Chuyện hôm nay bệ hạ có biết không? Tiêu thống lĩnh có biết sao? Nhiều lời vô ích, nếu ta ra tay, liền phải một đòn tất chúng. Hôm nay tất cả mọi người các ngươi, đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn quay đầu nói với Kế Mông. Ngươi đi giết Tần Nguyệt Điện Hạ, còn có tiểu quỷ Lý gia cùng hai tên hầu gái kia đồng thời diệt đi. Tốc chiến tốc thắng, sau đó tới giúp ta chém giết Bạch Mâu. Bạch Mâu cùng hắn đều là vũ quân cao thủ, hắn tự hỏi thực lực ở trên Bạch Mâu, nhưng trong thời gian ngắn muốn bắt nàng cũng không phải chuyện dễ. Trong ánh mắt Kế Mông lóe lên một tia hàn quang, lĩnh mệnh nói. Vâng, hắn phi thân mà lên, một trưởng vỗ hướng phía Tần Nguyệt. Tuy rằng Tần Nguyệt cũng là tu vi võ sĩ, nhưng sao có thể là đối thủ của Kế Mông? Bạch Mâu kinh hãi, đang muốn cứu viện, nhưng cảm thấy một ánh quyền như núi cao lấp lóe mà đến thẳng chỗ yếu hại của nàng. Tần Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, tuy rằng có một tia sợ hãi, nhưng không chút hoang mang từ trên người lấy ra một cây cờ nhỏ, đem nguyên lực rót vào trong đó. Trên cờ nhỏ ánh sáng màu lam đại thịnh, bùng nổ ra khí tức mãnh liệt. Tần Nguyệt tiện tay phất ra, nhất thời tinh kỳ phấp phới, lâm phong mà rơi. Một cây tinh kỳ màu xanh lam cao bằng nửa người cắm ở bên cạnh Tần Nguyệt, nhất thời một trận pháp phức tạp ở dưới chân Tần Nguyệt nổi lên. Kế Mông phi thân lâm không một trường, 100% lực lượng đại vũ sư, ầm ầm tập kích xuống. Nhưng lam quang trên trận pháp ngăn trở, trực tiếp phản chấn trở lại. Con người của Kế Mông đột nhiên áp xúc, lực phản chấn to lớn dọc theo cánh tay phản phệ mà lên. Hắn kinh hãi vội vàng áp chế xuống, nhất thời nội phủ bị chấn động, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Cả người ở trên không trung liên tục lăn lộn, còn lùi mấy bước mới đem thân hình của mình ổn định. Xa xa Lý Vân Tiêu ánh mắt sáng ngời nói. Phạm Hải thêu Vân Kỳ. Lúc này trong lòng Bạch Mâu mới vô cùng quyết tâm, quát lên. Cao Phong, chiến kỳ này ngươi cũng nhận ra chứ? Không có lực lượng vũ vương căn bản không thể phá tan, còn không mau rời đi. Cao Phong cũng hoàn toàn biến sắc, trầm giọng nói. Kế Mông, trước chu diệt Lý gia tiểu quỷ cùng hai tên hầu gái, sau đó theo ta đồng thời chém giết Bạch Mâu. Phạm Hải Thêu Vân này chính là năm đó Dương Địch vì nữ nhân yêu mến của mình luyện chế, đáng tiếc sau đó không dùng, bị quốc vương bệ hạ lấy được, không nghĩ tới dĩ nhiên giao cho nhị vương tử. Kỳ này không có lực lượng vũ vương là không cách nào phá mở, nhưng này chỉ là thất bại phẩm của Dương Địch luyện chế, nhiều lắm duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ lại giết Tần Nguyệt. Bạch Mâu vừa nghe xong liền lo lắng, không nghĩ tới Cao Phong dĩ nhiên cũng nhìn ra chiến kỳ này là hàng dỏm, vội vàng hô lớn. Lý Vân Tiêu, mau mau đào tẩu đi tìm viện binh. Bóng người Kế Mông hơi động, đã xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, một trưởng đập xuống, cười lạnh nói. Một võ sĩ, cũng muốn từ trong tay của ta chạy trốn. Khả năng sao? Theo Kế Mông vỗ xuống một trưởng, trong lòng Bạch Mâu cảm giác nặng nề, biết Lý Vân Tiêu xong đời, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng vẫn phân tâm nghênh chiến, mấy lần đều ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại hy vọng có người đi báo bị dập tắt, bắt đầu toàn tâm ứng chiến, vừa đánh vừa lui, hy vọng có thể tùy thời thoát thân. Nhưng Cao Phong há không biết tâm tư của nàng, nơi nào sẽ cho nàng toại nguyện, như ảnh tùy hình dán vào nàng đánh. Không cầu có công, nhưng cầu kéo dài thời gian, đợi Kế Mông giết tiểu tử kia, hai người liên thủ liền có thể bắt Bạch Mâu. Bạch Mâu càng đánh càng nóng ruột, nàng nguyên bản so với Cao Phong kém một bậc, giờ khắc này bất luận triển khai mưu kế thế nào, đều bị đối phương như ruồi bâu lấy mật, làm sao cũng không cắt đuôi được. Cao Phong nguyên bản thuộc về võ giả cương mãnh, giờ khắc này lại càng đánh càng nhu, càng đánh càng chiên. Đột nhiên trong mắt Cao Phong lóe ra một tia kinh ngạc,
tức giận vì sao Kế Mông còn chưa đến giúp đỡ, liếc mắt vừa nhìn, nhất thời dại ra. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu như hồ điệp trong hoa, phiên nhiên múa lên, dưới chân sử dụng một bộ pháp thần kỳ, cả người như mộng như ảo, mặc cho Kế Mông công kích làm sao, cũng không thể chạm quần áo của hắn nửa phần. Nhìn dáng dấp Kế Mông tức giận, không ngừng công kích, ngược lại có vẻ vô cùng chật vật. Kế Mông, xảy ra chuyện gì, còn không mau mau giết hắn. Cao Phong giận dữ hét. Một tên tứ tinh võ sĩ cũng giải quyết không xong, người có phải là ăn phân hay không? Kế Mông cũng thẹn quá thành giận, thực lực đối phương không mạnh, nhưng bộ pháp kia thật là chưa từng nghe thấy. Mỗi bước ra một bước không chỉ có phương vị cực kỳ xảo quyệt, không thể phỏng đoán, hơn nữa tựa hồ ẩn chứa lực lượng quy tắc không gian, có cảm giác di hình hoán ảnh, Lâm không vượt qua. Trong mắt Bạch Mâu sáng ngời, mừng lớn nói. Lý Vân Tiêu, không nên chiến đấu, mau chóng đi tìm viện binh. Hướng về quý phủ của Tiêu thống lĩnh. Cao Phong kinh hãi, cả giận nói. Kế Mông, dốc hết toàn lực, triển khai võ kỹ phạm vi công kích lớn. Mặc hắn bước tiến lại diệu, chỉ cần ở bên trong phạm vi công kích của ngươi liền không thể tránh khỏi. Kế Mông cũng là đánh cho váng đầu, vừa nghe nhất thời tỉnh ngộ, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên rũ ra điểm điểm ánh kiếm, hóa thành từng vòng sáng to to nhỏ nhỏ, đem chu vi 10 mét quanh thân Lý Vân Tiêu toàn bộ bao phủ xuống. Mặc cho thân pháp của Lý Vân Tiêu huyền diệu thế nào, không gì không thể, có thể trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét, nhưng ánh kiếm lấp lóe, phô thiên cái địa mà xuống. Trong mắt Bạch Mâu hiện ra vẻ lo lắng, thầm nghĩ lần này thật sự xong đời. Lại đột nhiên nghe Lý Vân Tiêu cười to lên. Thật một khúc đào hoa kiếm ý, điên cuồng tơ liễu tùy hành phong, khinh bạc hoa đào trục lưu thủy. Kiếm ý của ngươi chỉ có tình của hoa đào, nhưng không tâm ý nước chảy. Phốc! Bốn người ở đây tất cả đều tức giận đến thổ huyết, trước mắt liền muốn chết ở dưới kiếm, lại còn có tâm tình trêu chọc. Bạch Mâu cũng tức giận đến đầu óc ngây ngất. Thầm nghĩ đáng đời hắn chết, thật là miệng tiện, ngay cả mệnh cũng không muốn. Trong lòng Kế Mông hơi động, dường như hơi có cảm xúc, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười lạnh nói. Ăn một kiếm của ta, cái mạng nhỏ của ngươi không phải hóa thành nước chảy sao? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấc lên đại kiếm trong tay, đột nhiên biến ảo ra mấy cái vòng sáng, to to nhỏ nhỏ, chính chính chênh chếch, lấp lóe không ngớt, dĩ nhiên cũng mở ra vạn đóa hoa đào. Hướng về đầy trời kiếm ảnh kia nở rộ. Tiểu tử, nhìn cho kỹ. Đây mới thực sự là đào hoa kiếm ý, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem vận mệnh của ngươi. Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tử tiền. Một chiêu đào hoa kiếm ý này của hắn, nhất thời vạn điểm hồng sắc từ trên thân kiếm không hề có một tiếng động phân tán, như tật phong sậu vũ, như mạn thiên tinh thần. Như điểm điểm bụi trần trong thiên địa. Mày kiếm của Lý Vân Tiêu triển khai, tinh mục mỉm cười, tựa hồ trong chớp nhoáng này hắn đã hóa thành một cây hoa đào, không có bóng người, chỉ có bạch y, chỉ có hoa đào tiêu tản mạn vũ. Trong nháy mắt Kế Mông dại ra, Tần Nguyệt Phương Tử ở trong chiến kỳ cũng dại ra, ngay cả Cao Phong cùng Bạch Mâu cũng hơi dừng giao chiến, khó mà tin nổi nhìn kiếm hoa mạn thiên phi vũ của Lý Vân Tiêu. Đào hoa kiếm ý, đây mới thực sự là đào hoa kiếm ý. Kế Mông lẩm bẩm, đột nhiên hắn có một loại kích động muốn khóc, muốn quỳ xuống. Mình nghiên cứu đào hoa kiếm ý hơn 30 năm, ở trong nhà còn trồng đủ loại hoa đào, mỗi ngày tìm hiểu mấy canh giờ. Hôm nay một chiêu triển khai lên, cùng đối phương so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Đầy trời hoa ảnh kia, mới thật sự là hoa đào. Mà chiêu kiếm của mình, vốn là hoa bùn. Kế Mông, người đang làm gì, còn không mau giết hắn. Cao Phong nhìn ánh mắt mông lung của Kế Mông, nhất thời thầm kêu không tốt, hét lớn. Lý Vân Tiêu cô trọng kiếm, hoa đào đầy trời một tán mà không, hắn khẽ cười nói. Ngươi quy thuận ta, ta dạy cho ngươi đào hoa kiếm ý chân chính. Đào hoa kiếm ý chân chính. Thân thể Kế Mông đột nhiên có chút run rẩy lên, tay hắn cầm nhuyễn kiếm cũng hơi có chút run. Vừa nãy loại kiếm ý kia, ý cảnh kia, cần đối với võ đạo có cảm ngộ cỡ nào. Mới có thể triển khai ra a. Kế Mông có một loại cảm giác, nếu đem Lý Vân Tiêu chém giết dưới kiếm, mình đời này sẽ không còn cách nào nhìn thấy hoa đào nở rộ. Sắc mặt Cao Phong đột nhiên đại biến, gào to nói. Kế Mông, đừng quên thân phận của ngươi, nhiệm vụ của chúng ta. Ngươi là Trấn Quốc Thần Vệ đội phó thống lĩnh, phục tùng mệnh lệnh của ta. Tần Nguyệt đột nhiên lớn tiếng nói. Kế Mông,
chỉ cần ngươi phản chiến quy thuận, hiện tại bản vương đồng ý, chuyện hôm nay sau này không truy xét. Chờ bắt lại nghịch tặc Cao Phong này, ngươi chính là thống lĩnh. Thân thể Kế Mông rung động, từng viên mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, một bên là nhiệm vụ sinh tử, một bên là võ đạo mình khổ sở truy tìm, nên lựa chọn như thế nào? Lý Vân Tiêu khẽ động, cười nói. Ngươi là Trấn Quốc thần vệ thống lĩnh, nhưng ngươi càng là một tên võ giả. Nếu mất đi theo đuổi đối với võ đạo, coi như ngươi là đại thống lĩnh, coi như ngươi là quốc vương bệ hạ, lại có ý nghĩa gì? Ở trong mắt ta, chỉ có võ đạo vĩnh hằng. Ở trong mắt ta, chỉ có võ đạo vĩnh hằng. Thân thể Kế Mông run lên, trong mắt bắn mạnh ra tinh mang, trầm giọng nói. Nếu như ta buông tay, ngươi sẽ thật sự truyền ta đào hoa kiếm ý. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Tuy đào hoa kiếm ý diệu, nhưng võ đạo mãi mãi không có điểm cuối, chỉ cần ngươi theo ta, tất nhiên có thể đi càng xa hơn. Kế Mông thở dài một tiếng, thu hồi nhuyễn kiếm trong tay, áy náy nói. Cao thống lĩnh, xin lỗi. Hai mắt Cao Phong tuôn ra vẻ mặt khó có thể tin, biết lưu lại cũng không có tác dụng. Chuyện hôm nay nguyên bản không có sơ hở nào, không nghĩ tới dĩ nhiên này sinh ra biến cố khó có thể tin như vậy, dẫn đến dã tràng xe cát. Hắn rất không cam lòng, giận dữ gầm rú một tiếng, đột nhiên song trưởng như núi, từng làn kình khí tuyệt cường đánh văng Bạch Mâu ra. Cả người hóa thành đại bằng dương cánh, biến mất ở trong đêm tối. Tuy rằng Bạch Mâu cùng Tần Nguyệt nhìn thấy kết quả rồi, nhưng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, dĩ nhiên thật sự lâm trận xúi dục Kế Mông phản chiến, đây cũng quá mơ hồ đi. Đột nhiên Tần Nguyệt cười to lên. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Vân Thiếu ngươi thật đúng là quý nhân của ta, có Kế thống lĩnh giúp đỡ, đại sự có thể thành. Sắc mặt Kế Mông khẽ thay đổi, lạnh lùng nói. Nhị vương tử điện hạ, người ta muốn đi theo là Vân Thiếu, không phải ngươi. Tần Nguyệt sững sờ, lập tức lúng túng cười vài tiếng. Hiện tại Vân Thiếu là bằng hữu của ta. Hắn đánh ra vài đạo pháp quyết, bay vào trên trận kỳ màu xanh lam, nhất thời từng vòng ánh sáng lưu chuyển, trận pháp dưới chân dần dần biến mất. Mà chiến kỳ màu xanh lam cũng hóa thành một cây cờ nhỏ bay trở về trong tay hắn. Chỉ là màu sắc trở nên nhạt, trong mắt nhất thời lướt qua một tia đau lòng. Kế Mông nhìn Lý Vân Tiêu nói. Hôm nay ta tìm đến ngươi, cũng không phải vĩnh cửu làm tùy tùng của ngươi. Chờ ta tập đào hoa kiếm ý xong, chính là thời điểm rời đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta cũng hy vọng ngươi học được đào hoa kiếm ý xong liền cút đi. Đến thời điểm đó tuyệt đối đừng khóc lóc hô muốn đi theo ta. Bạch Mâu nghiêm nghị nói. Vân Thiếu võ kỹ tinh thâm, thật khó có thể tưởng tượng. Bạch Mâu thẹn là vũ quân, đối với võ đạo lĩnh ngộ lại không bằng Vân Thiếu, thật sự là khâm phục. Nàng nói xác thực là lời nói thật lòng, hoa đào kiếm ý của Lý Vân Tiêu làm cho nàng tâm phục khẩu phục, huống hồ kiếm ý như vậy dĩ nhiên là từ trên người một tứ tinh võ sĩ xuất hiện, thật là phục sát đất. Lý Vân Tiêu cười nói. Võ đạo vĩnh hằng, chúng ta đều là ở trên một con đường trên dưới tìm kiếm mà thôi. Hai người đều trầm mặc, võ đạo mờ ảo, ai có thể dám nói trung cực. Mỗi người đều nhỏ bé đến cực điểm. Đột nhiên Bạch Mâu sinh ra một loại ảo giác, thật giống như nhất cử nhất động của Lý Vân Tiêu, trong mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa một loại quy tắc võ đạo nào đó. Loại ý cảnh võ đạo này, so với nàng lý giải còn muốn sâu xa, đến sâu không lường được, nàng lập tức bị cảm giác của mình dọa sợ hết hồn. Tần Nguyệt nói, nơi này không thể ở lâu, trước về vương phủ của ta đi. Bốn người vội vã rời đi, Lý Vân Tiêu cũng đem hai hầu gái từ lâu sợ đến hồn phi phách tán mang tới, để mấy người Tần Nguyệt cười khổ không thôi. Ở trong mắt bọn họ, tính mạng của vài người hầu cùng run rế không khác, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Tiến vào vương phủ, tự nhiên là một đêm tưởng an vô sự. Ngày thứ hai, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh, tất cả bình thường. Ngày hôm qua thi thể chết đi cũng không biết bị người nào thanh lý, toàn bộ quốc gia không có một chút dị dạng nào. Chỉ có điều truyền đến một tin tức làm mọi người không tưởng tượng nổi. Bạch Mâu trầm giọng nói. Không nghĩ tới bệ hạ đối với Lý Gia dĩ nhiên kiêng kỵ như vậy, thà đắc tội Tiêu Khinh Vương, cũng không chịu để cho Lý Gia đắc thế một lần nữa. Tần Nguyệt hừ lạnh nói. Dĩ nhiên nắm Phương Chân làm quỷ thế mạng, đem toàn bộ trách nhiệm quy đến trên người hắn. Hy sinh một tên thuật luyện sư, đắc tội Tiêu Khinh Vương, cũng phải cho Lý Dật thoát tội. Tuy rằng cướp đoạt toàn bộ chức quan tước vị của Lý Dật, nhưng để cho hắn tiếp tục quản lý Lý Gia,
ta xem phụ vương thực sự là già nên bị hồ đồ rồi. Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, cười nhạt nói. Quốc vương không có tại chỗ chém giết Lý Dật, chính là ôm tâm tư mở cho hắn lối thoát. Ta xem Lý Dật này thật là không đơn giản. Đã như vậy, ta liền đi gặp hắn. Cái gì, Vân Thiếu ngươi muốn đi Lý gia? Tần Nguyệt cả kinh nói. Hiện tại hắn lại nắm Lý gia, người đi không khác nào dê vào miệng cọp. Lý Vân Tiêu cười nói. Có kế thống lĩnh ở đây, có thể gây tổn thương cho ta không có mấy người. Bạch Mâu cũng có chút không yên lòng nói. Ta sẽ phái 4 tên thần vệ đại vũ sư theo ngươi. Toàn bộ Thiên Thủy quốc ngoại trừ vài tên vũ quân cường giả có hạn ra, đại vũ sư là mạnh mẽ nhất. Mặc dù là trấn quốc thân vệ, mỗi đội số lượng đại vũ sư cũng cực kỳ có hạn. Bạch Mâu một lần phái ra 4 tên, hầu như cử đi toàn bộ đại vũ sư của nàng. Có thể thấy được trình độ coi trọng của nàng đối với Lý Vân Tiêu bây giờ. Lý Vân Tiêu mang theo 5 người rất nhanh đi tới trước cửa Lý Phủ, nghênh ngang đi vào. Thị vệ gác cổng muốn ngăn trở, nhưng nào dám, vội vàng đi vào trong thông báo. 8527, lão bát, nghe nói ngươi vừa ra tù, ca chuyên tới để chúc mừng. Lý Vân Tiêu lên tiếng kêu lên, người trong toàn bộ Lý Phủ nghe được rõ rõ ràng ràng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, biết lập tức sẽ xảy ra vấn đề rồi. Lý Vân Tiêu. Một tiếng giống to nổi giận vang lên, lập tức toàn bộ Lý Phủ ầm ĩ lên, rất nhanh Lý Dật liền dẫn một đám người đem mấy người Lý Vân Tiêu bao quanh vây nhốt. Lý Dật đầy mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Lý Vân Tiêu hờ hững chậm chậm nói. Nói thế nào ngươi cũng đã từng là hạ nhân cấp thấp của Lý gia, hiện tại ra tù, bổn thiếu gia cũng mừng thay cho ngươi, chuyên tới chúc mừng một hồi cũng là nên. Lý Dật phun ra một ngụm máu, giận dữ hét. Giết hắn cho ta. Người 4 phía 2 mặt nhìn nhau, bọn họ đều là thị vệ Lý gia, Lý Vân Tiêu là Lý gia đại thiếu gia, nào dám động thủ. Nhưng cũng có ít người trong ngày thường bất đắc chí, con người đảo một vòng, biết đây là thời điểm mình thể hiện, dồn dập nhảy ra làm cái thứ nhất nhằm về phía Lý Vân Tiêu. Đùng! Lý Vân Tiêu một tay trực tiếp nắm một tên thị vệ, 5 ngón tay trực tiếp xen vào trong đầu. Nhất thời đầu người kia như dưa hấu vỡ tan, các loại chất lỏng sền sệt phun ra, khiến cho người hoảng sợ buồn nôn. Hắn đem thi thể ném xuống đất, lớn tiếng quát. Dĩ nhiên có bình dân dám tập kích vương quốc tử tước, tập kích trấn quốc thần vệ, căn cứ luật pháp quốc gia, đáng chém. Người đâu, đem nô tài Lý Dật cùng hết thảy người dám động thủ toàn bộ chém giết. Phía sau 4 tên trấn quốc thần vệ dồn dập ra tay, hầu như là thời gian nháy mắt. Những thị vệ dám động thủ kia toàn bộ bị một chiêu mất mạng, chết cực kỳ thảm. Sợ đến tất cả mọi người dồn dập lùi về sau, Lý Dật nhất thời kinh nộ không ngớt, không biết Lý Vân Tiêu nơi nào tìm đến mấy giúp đỡ mạnh mẽ như vậy, hắn sợ sệt nói. Ngươi dám giết ta, ta là người bệ hạ tự mình chỉ định tiếp quản Lý gia, ngươi dám giết ta. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ngươi không quan không tước, dám tập kích bản tử tước cùng mấy vị trấn quốc thần vệ đại nhân. Đây chính là tội chết, giết ngươi như giết cẩu. Nếu bệ hạ hỏi, ta sẽ giải thích, ngươi không cần quan tâm, an tâm đi thôi. Làm chủ tớ một hồi, ta sẽ an táng cho ngươi. Người đến, nhanh cản bọn họ lại. Lý Dật vội vàng lùi về sau, hắn vạn phần khẳng định Lý Vân Tiêu thật sẽ giết hắn. Hơn nữa nhìn khí thế kia, rõ ràng chính là vì giết mình mà đến. Thế nhưng người chân chính có thực lực ở Lý gia, ai sẽ nghe hắn chỉ huy? Tất cả đều trốn ở nơi nào đó trong Lý Phủ, cười gần xem kịch vui. Đồng thời nhìn Lý Vân Tiêu biểu hiện, dồn dập khiếp sợ cùng mừng rỡ không ngớt. 4 tên đại vũ sư dồn dập lao lên, đồng thời hướng về Lý Dật ra tay. Nhất thời khí thế phô thiên cái địa ầm ầm mà xuống, lại như chiến xa hành không, muốn đem Lý Dật đánh thành phấn vụn. Súc sinh, ai cũng đừng hòng giết ta. Lý Dật phát hiện mọi người lãng tránh, không có một người đi ra cứu viện, nhất thời phẫn nộ rút ra một thanh huyền binh, hàn quang như nước, sát khí đại thịnh, một ánh kiếm phóng lên trời, dĩ nhiên phá tan uy thế của 4 tên đại vũ sư, cả người hắn vội vàng bỏ chạy. Ngũ tinh đại vũ sư, tiểu tử này dĩ nhiên có thực lực như thế, sau lưng quả nhiên không đơn giản. Lý Vân Tiêu nhìn Lý Dật ra tay, tự mình lẩm bẩm. Kế Mông nhất thời cả kinh. Vừa nãy thực lực của Lý Dật chỉ là trong nháy mắt tăng vọt, sau đó lại trong nháy mắt hóa thành bình tĩnh,
ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra tu vi thật sự của đối phương. Lý Vân Tiêu là làm sao nhìn được, nhưng nghĩ tới tối hôm qua hắn sử dụng kiếm ý kinh thiên này, nội tâm cũng thoải mái. Nếu như không có chỗ thần kỳ, làm sao khiến cho mình đi theo? Vân Thiếu, có muốn ta ra tay hay không? Kế Mông mở miệng nói. Bốn người kia mạnh nhất chỉ là Tam Tinh Đại Vũ Sư, mặc dù bốn người liên thủ, sợ cũng không giữ được Lý Giật. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ngươi ra tay đi, có điều phải cẩn thận một chút. Kế Mông sững sờ, lập tức có chút khó hiểu. Mình là Bát Tinh Đại Vũ Sư, dòng giã cao hơn đối phương ba cấp, coi như chuôi huyền binh trong tay Lý Giật cực kỳ bất phàm, nhưng cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm. Hắn thả người nhảy một cái, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên như ngân xà thổ tin, soạt soạt bao phủ mà đi. Giải phong. Trong nháy mắt Lý Giật cảm nhận được một luồng sức mạnh có thể uy hiếp tính mạng hắn, quyết định thật nhanh, đem bảo kiếm giải phong, một luồng khí tức chất phát tản mát ra, hàn quang của chuôi bảo kiếm này phảng phất như biến thành một con viễn cổ cự thú, bắt đầu tỏa ra sức mạnh làm người sởn cả tóc gáy. Hai binh tương giao, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên huyền binh truyền ra, đột nhiên chấn Kế Mông bay trở lại. Nhuyễn kiếm trong tay hắn càng không ngừng bắt đầu run rẩy. Cấp 3 huyền binh. Kế Mông thất thanh nói, trong tay mình là cấp 2 huyền binh, dưới một chiêu dĩ nhiên phát sinh tâm ý sợ hãi. Chỉ có thời điểm đẳng cấp tuyệt đối áp chế lại nó, mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hừ, coi như huyền binh cao hơn ta một cấp thì lại làm sao? Tu vi của ta cao hơn ngươi ba cấp, xem ngươi làm sao đào tẩu. Kế Mông nhấc lên chân khí, đột nhiên lần thứ hai giơ kiếm xông lên. Từng đạo ánh sáng ở trên mũi kiếm lấp lóe. Từng đóa hoa đào nở rộ, hướng về Lý Giật hạ xuống. Lúc này bốn tên đại vũ sư khác cũng dồn dập sử dụng tới tuyệt chiêu, đồng thời vây công. Bọn họ là đang thi hành nhiệm vụ của Lý Vân Tiêu, mà không phải luận võ đơn đả độc đấu, vì lẽ đó không chỗ nào lo lắng liên thủ lại. Không biết xấu hổ, dĩ nhiên liên thủ. Lý Giật giận dữ quát, hàn kiếm trong tay quét ngang, một ánh kiếm lạnh lẽo thấu xương trực tiếp đông lại không khí chung quanh. Hàn khí càng là tầng tầng vỡ ra, hướng về mấy người bao phủ đi. Thân hình mấy người bị hàn khí bắn trúng, đột nhiên chậm chạp lên. Chỉ trong nháy mắt kia, Lý Giật liền nắm lấy cơ hội, thân thể liên tục bay lên, trốn ra phía ngoài. Không tệ, bản lĩnh chạy trốn cực kỳ thành thạo, phỏng chừng là luyện rất nhiều lần. Bóng người của Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cười giơ lên hắc nữ kiếm chém xuống. Tiểu súc sinh! Tu vi bỏ đi như ngươi cũng muốn ngăn ta. Lý Giật giống to chém đi qua, đột nhiên cảm giác cả người chìm xuống, hấp lực to lớn từ mặt đất truyền đến, thân thể của hắn hơi ngưng lại, nhất thời rơi xuống. Trọng lực khu vực, gấp 10 lần trọng lực. Lý Giật kinh hãi đến biến sắc, gấp 10 lần trọng lực đối với hắn mà nói nguyên bản như dẫm trên đất bằng, thế nhưng đột nhiên không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị bị hấp một hồi, vẫn là tâm thần bấn loạn. Nhất thời bị 5 người phía sau đuổi theo. Liên thủ vây kín lên. Kế Mông càng là thẹn quá thành giận, suýt chút nữa để cho đối phương chạy, vậy mình liền mất mặt ném về đến nhà. Hắn thi triển kiếm quyết, nhuyễn kiếm dài nhỏ đột nhiên vèo vèo bắn lên, như hóa thành trường xà phá không mà đến, chỗ đi qua ánh kiếm lòe lòe, hoa nở hoa tàn. Vèo. Một đạo ánh vàng đột nhiên phá không mà đến, đánh vào trên nhuyễn kiếm của Kế Mông. Trong tay Kế Mông chìm xuống, lực lượng nhất thời hoàn toàn lệch khỏi quỹ tích. Hắn thất thanh nói. Tứ tượng cảnh vũ quân. Chỉ thấy một bóng người màu xám xuất hiện, đột nhiên liền ra tay, đồng thời vung ra 5 trường, bước lui Kế Mông cùng 4 tên đại vũ sư. Sau đó một phát bắt được vai Lý Giật, quát lên. Đi. Tựa hồ Lý Giật đối với người này xuất hiện không có chút kỳ quái, đột nhiên đánh văng cánh tay hắn ra, cả giận nói. Chờ ta trước hết giết tiểu súc sinh này lại đi. Hắn phi thân liền hướng Lý Vân Tiêu chém tới, nhất thời nhiệt độ bốn phía ở dưới huyền binh cấp 3 đột nhiên giảm xuống, một đạo hàn băng kiếm khí trực chém về đầu lâu của Lý Vân Tiêu. Rầm. Đột nhiên hàn băng khí ở trên không trung tựa hồ bị liệt hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành hơi nước bốc hơi lên. Lý Vân Tiêu cùng Lý Giật đồng thời cảm thấy nhiệt độ đột nhiên tăng lên, mơ hồ không khí cũng có cảm giác bị thiêu đốt. Không xong. Trong lòng Lý Giật cả kinh. Vội vàng rút kiếm về muốn chạy trốn. Nhưng nhìn thấy trên bầu trời, một lưỡi búa khổng lồ lâm không hạ xuống, không khí trực tiếp bị chém thành hai khúc, chỗ búa lớn đi qua, tất cả đều là âm thanh thiêu đốt. Liệt hỏa phần thành. Nam tử áo xám biến sắc,
hai tay mở rộng ra, một thanh chiến thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay, bốc lên một đạo thương hoa, hàn băng khí phảng phất hóa thành một đạo long ngâm bay lên trời, hướng búa lớn tiến lên nghênh tiếp. Hai nguồn sức mạnh thủy hỏa xung kích khuếch tán ra, nam tử áo xám ở dưới một chiêu tâm thần chấn động mạnh, trong nội phủ mơ hồ bị thương, hắn dưới sự kinh hãi, vội vàng bắt được Lý Dật bỏ chạy. Trên không trung, thủy hỏa khí chạm vào nhau, sản sinh lượng lớn hơi nước, ở trên toàn bộ Lý Phủ lan tràn ra. Ở trong hơi nước, mơ hồ dần hiện ra một thân ảnh yểu điệu, Lạc Vân Thường gánh một thanh búa lớn chậm rãi xuất hiện, ánh mắt ở trên người mấy người từng cái điểm qua, tất cả mọi người bị ánh mắt của nàng đảo qua đều lạnh mình, dồn dập cúi đầu. Cuối cùng rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, trong mắt nàng lóe ra một tia kinh ngạc, lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có vũ quân cấp cao thủ muốn giết ngươi? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta nào có biết làm sao đột nhiên bốc lên một vũ quân? Hắn làm ra một bộ dáng dấp nghĩ mà sợ. Nhờ có Lạc lão sư đúng lúc xuất hiện, nếu không thì hiện tại ta khẳng định đầu một nơi thân một nẻo. Khắp khuôn mặt Lạc Vân Thường là vẻ ngờ vực, bởi vì vừa nãy lúc nàng ra tay, trong con ngươi của Lý Vân Tiêu căn bản không có một tia sợ hãi cùng thần sắc hốt hoảng. Thật giống như một giếng cổ, yên tĩnh khiến người ta có chút sợ sệt. Nàng thực sự không biết tại sao Lý Vân Tiêu có thể có tự tin lớn như vậy. Nàng nhìn Kế Mông cùng bốn tên đại vũ sư khác một chút, ánh mắt ngưng tụ nói. Tại sao ngươi lại ở đây? Kế Mông là phó thống lĩnh đội 1, bốn người khác là người đội 3, năm người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Lý Vân Tiêu giải vây cười nói. Này nói ra rất dài. Đúng rồi. Tại sao Lạc lão sư lại đến đây? Lạc Vân Thường tựa hồ đăm chiêu, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, ngưng tiếng nói. Nghe nói tối hôm qua người biểu diễn một khúc Quảng Lăng Tán, khiến cho bách hoa nở rộ, ta rất muốn nghe một chút. Lý Vân Tiêu cười nói. Tấu khúc chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đã không có hoàn cảnh đêm qua, làm sao có thể đàn. Lạc Vân Thường hơi nhướng mày, mơ hồ muốn phát hỏa, nhưng rất nhanh lông mày giãn ra. Từ Tốn nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, lần sau nếu như có hoàn cảnh, lại tới tìm ngươi nghe một khúc. Lý Vân Tiêu nói. Lạc lão sư, thủ đô vô duyên vô cớ xuất hiện thích khách vũ quân cấp, hơn nữa còn cùng Lý Dật là đồng đảng. Hơn nữa hôm qua người này còn muốn độc chết Tiêu thống lĩnh, xem ra tuyệt đối có mưu đồ bất chính, hy vọng Lạc lão sư báo cáo bệ hạ, tìm kiếm khắp thành, giết không tha. Lạc Vân Thường nói. Việc này xác thực có vấn đề, ta sẽ hồi bẩm bệ hạ. Còn có một việc muốn hỏi ngươi, nội thương của Tiêu thống lĩnh ngươi có thể trị hết không? Lý Vân Tiêu cười nói. Chỉ cần ta không chết, lẽ ra có thể chữa khỏi. Lạc Vân Thường nói. Này liền được, trước khi ngươi chữa khỏi thương thế của Tiêu thống lĩnh, ta sẽ phái người canh giữ ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ vui mừng. Lạc Vân Thường xuất hiện để thân phận bối cảnh của Lý Dật từ từ bạo lộ ra, lại có vũ quân cấp bảo tiêu ở bên người, làm sao cũng không thể là người bình thường. Nếu như tên vũ quân cường giả này không phải Tần Chính phái cho hắn, vậy mặc dù là Tần Chính, cũng quyết không thể tha hắn. Lạc Vân Thường đi rồi, hắn liền dặn dò mọi người ở bên ngoài canh giữ, mình thì trực tiếp đi đến trong đại viện Lý gia, chuyển qua vài cái hành lang, đi tới một tiểu viện hoang phế, khóa lớn trên cửa cũng đã rỉ sét loang lổ. Lý Vân Tiêu vỗ bay xích sắt, liền đẩy cửa đi vào. Bên trong cỏ dại tùm, các loại động vật nhỏ chuyển động loạn lên, hiển nhiên từ lâu không giấu chân người. Hắn xoay chuyển vài vòng, đột nhiên cười nói. Lão đầu tử, còn chưa cút ra, chẳng lẽ muốn ta xốc sàn nhà của ngươi? Bên trong tiểu viện lặng lẽ, không có một tiếng vang. Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, đi tới trước một gian phòng, lấy ra hắc nữ đại kiếm muốn chặt bỏ. Thịch. Hắc nữ đại kiếm của hắn bị một luồng kình khí trực tiếp đánh văng ra, hổ khẩu của Lý Vân Tiêu vỡ toang, đại kiếm tuột tay bay ra ngoài, cắm ở trên đất hoang trong tiểu viện. Một giọng già nua vang lên. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Một lão giả toàn thân vải thô chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lý Vân Tiêu, đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc. Lý Vân Tiêu vẫy vẫy cánh tay, nhìn lòng bàn tay nứt ra vệt máu, cười hắc hắc nói. Huyết hòa tan thủy a. Đây là tâm linh cảm ứng. Nào có thể so với lão gia ngài, ra tay tàn nhẫn như thế. Trong mắt lão giả này lộ ra một vẻ vui mừng, cao hứng nói. Kinh mạch trong cơ thể ngươi thật sự thông suốt toàn bộ,
Tứ tình võ sĩ, hay, hay, quá tốt rồi, không hổ là tôn tử của Lý Thuần Dương ta, so với chó má thiên tài gì đó, mạnh hơn vô số lần. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ngươi còn có thể quản sự sống chết của ta sao? Lão gia ngài trốn ở chỗ này làm gì? Chơi trò gì đây? Nếu không phải vừa nãy nhận ra được khí tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị 8527 giết chết đây này. Lý Thuần Dương cả giận nói. Chuyện cười, chỉ là một nô tài, làm sao có khả năng đối phó ta? Trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một tia khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Vừa nãy ngươi nhận ra được khí tức của ta. Lý Vân Tiêu khinh thường nói. Ngươi cho rằng ngươi trốn rất tốt sao? Vừa nãy Lý Giật ra tay với ta, nếu không phải nhận được khí tức của lão gia ngài, ngươi cảm thấy bằng ta một tứ tinh võ sĩ, có lá bài tẩy gì dám đứng ở đó bất động không tránh? Lý Thuần Dương một mặt dại ra. Này, sao có thể có chuyện đó? Lý Vân Tiêu phất phất tay nói. Đừng nói cái này, nói đi, hiện tại Lý gia bộ dáng như vậy, ngươi có ý kiến cùng dự định gì? Lý Thuần Dương trầm tư một lúc lâu, thở một hơi thật dài, trong mắt hắn lóe ra một chút ánh sáng hỏi. Ngươi cảm thấy ta có tính toán gì? Ngươi lại là dự định làm sao? Lý Vân Tiêu biết lão gia tử là đang kiểm tra hắn, cười nhạt nói. Lão gia ngài trốn đi, tự nhiên là muốn rời xa nơi thị phi. Một là nhìn thái độ của Tần Chính, hai là yên lặng nhìn thế cuộc phát triển, dù sao Tần Chính tuổi tác đã cao, Thiên Thủy Quốc sợ là không lâu sẽ trở rời rồi. Lão gia tử trốn đi cũng là vì nhìn rõ ràng cục diện tốt hơn, vì Lý gia mưu một con đường lâu dài. Bằng không một hạ nhân cấp thấp ở trước mặt lão gia ngài, há có thể lật ra sóng gió. Trong mắt Lý Thuần Dương lập lòe ra ánh sáng kinh hỉ, trong con ngươi lộ ra vẻ khó mà tin nổi, cả kinh nói. Điều này cũng bị ngươi nhìn ra, chuyện này, làm sao có khả năng, ngươi là nghĩ như thế nào đến? Trong mắt Lý Vân Tiêu ngậm lấy ý cười, nhẹ nhàng nói. Nguyên bản ta còn không dám khẳng định, sợ lão gia ngài thật sự không cẩn thận trúng chiêu, bị nô tài kia hại. Thế nhưng vừa nãy nhận ra được khí tức của ngài, ta liền khẳng định suy đoán trong lòng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, khẽ cười nói. Bởi vì lão gia ngài, đã đột phá đến ngũ hành cảnh giới, trở thành vũ vương cường giả. Con người của Lý Thuần Dương đột nhiên co rút, phảng phất như không quen biết Lý Vân Tiêu, trong mắt liên tục lướt qua vẻ kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nửa ngày, lúc này mới cất tiếng cười to lên. Ha ha, Lý gia ta có người nối nghiệp, tiểu tử ngươi thật là có thể trang a, không chỉ toàn bộ thủ đô, ngay cả lão tử ta cũng nhìn lầm, cho rằng ngươi chỉ là công tử bột. Ngoá, thậm chí ngay cả ta cũng lừa. Trong miệng hắn liên tục mắng to, nhưng trên mặt lại hết sức vui mừng cùng hạnh phúc, trong đôi mắt phần đục tựa hồ còn có ánh huỳnh quang điểm điểm. Lý Thuần Dương lấm lấm liệt liệt mắng một lúc. Hiển nhiên là tâm tình thật tốt, cười nói. Trừ hai điểm ngươi nói ra, ta còn có một mục đích, chính là muốn nhìn một chút lúc ta không có mặt, trong gia tộc ai có thể chịu nổi đòn rông. Kết quả, ai, thật làm cho lão đầu tử ta thất vọng rồi. Cha ngươi cũng bí mật về kinh một lần, sau khi gặp mặt ta mới an tâm rời đi. Người còn lại, chỉ có tứ thúc của ngươi, nhưng vậy, ai? Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời, vui vẻ nói. Nhưng hiện tại không giống, biểu hiện của ngươi ra ngoài dữ liệu của ta. Nếu không phải hiện tại có cục diện này, sợ là tiểu tử ngươi còn đang giả ngu à. Nhanh nói cho ta một chút, ngươi đối với tình thế hiện tại có cái nhìn ra sao? Hơn nữa có tính toán gì không? Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Đối với thế cuộc của gia tộc, ta không có quá nhiều ý nghĩ, ngươi muốn tìm người thừa kế, vẫn là tìm người khác đi. Mục tiêu của ta là võ đạo cực hạn, việc nhỏ như thế này. Ta sợ không có quá nhiều tâm tư. Thế nhưng từ thế cục trước mắt của Thiên Thủy Quốc đến xem, tương lai được Giang Sơn xã tắc, tất nhiên là nhị vương tử Tần Nguyệt không thể nghi ngờ. Lý Thuần Dương trong nháy mắt dại ra, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy. Một gia tộc to lớn dĩ nhiên không bị hắn đặt ở trong mắt, hắn muốn truy tìm dĩ nhiên là võ đạo cực hạn. Trên mặt hắn lướt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Tiểu tử này dã tâm quá to lớn. Thiên Thủy Quốc không chứa nổi hắn, đây là chuyện tốt ha. Hắn kỳ quái nói. Làm sao ngươi biết tương lai được Giang Sơn xã tắc sẽ là nhị vương tử? Phải biết Lý gia chúng ta vẫn đứng ở bên đại vương tử. Lý Vân Tiêu cười không nói, một luồng khí chất tông sư đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra, ngay cả Lý Thuần Dương cũng lấy làm kinh hãi,
loại khí tức cao cao tại thượng này, ngay cả quốc vương bệ hạ cũng kém xa a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Vân Tiêu từng chữ nói ra. Bởi vì, có ta ở sau lưng Tần Nguyệt, vì lẽ đó hắn được Giang Sơn là tất nhiên. Chi? Lý Thuần Dương giật nảy cả mình, hắn bị thần sắc tự tin của Lý Vân Tiêu làm cho khiếp sợ, sửng sốt nửa ngày, lúc này mới cười khổ lắc đầu. Thời đại thay đổi, lão đầu tử ta bế quan một quãng thời gian, thiên hạ này có chút không thể nhận thức. Tần Nguyệt sao? Đã như vậy, vậy ta liền mang theo toàn bộ Lý gia, lên thuyền của ngươi đi. Một già một trẻ, hơi liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Đột nhiên Lý Thuần Dương ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên nói. Không được, đã đến giờ. Hắn nhanh chóng xoay người, mấy trưởng nhẹ nhàng đập ở trên cây cột lớn phía sau, nhất thời trong phòng cũ nát nổ vang một trận, ngay chính giữa nứt ra một lối đi, còn chưa chờ Lý Vân Tiêu nhìn rõ ràng, bóng người của lão gia tử liền xông vào. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, ở trong hầm ngầm mơ hồ nghe được tiếng kêu rên, hắn cũng thuận theo đuổi tới. Bốn phía địa đạo đều trải lên gạch đá xanh, hiển nhiên đã sớm tồn tại, cũng không phải là lâm thời khai quật ra. Lý Vân Tiêu đi đại khái 30-40 mét, lúc này mới lộ ra một gian phòng rộng rãi, hai bên bày ra một loạt dạ minh châu, sáng như ban ngày. Ở trung ương gian phòng bày đặt một vại nước to lớn, một lão giả tóc tai bù xù ngâm ở trong thùng gỗ, thống khổ cực độ kêu rên lên. Song trưởng của Lý Thuần Dương kề sát vào áo lót của hắn, đem chân khí truyền vào trong cơ thể, giảm bớt thống khổ trên người hắn. Ngoài ra còn có một người đứng ở bên cạnh thùng lớn, một mặt căng thẳng nhìn. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ một lúc, liền yên tĩnh ngồi ở trên ghế, không dám quấy nhiễu. Mấy người này thực lực đều không tầm thường, người ở bên ngoài nhìn kia lại là thuật luyện sư cấp 3, mà người trong thùng gỗ thống khổ kêu rên là tam tinh vũ quân cường giả. Nhìn Lý Thuần Dương liều mạng triển khai chân khí, hiển nhiên mấy người này quan hệ không phải bình thường. Thời gian uống cạn chén trà, vẻ thống khổ trên mặt của lão giả trong thùng gỗ mới dần dần tiêu trừ. Lý Thuần Dương thở phào, trên người tràn đầy mồ hôi, hắn một mặt rầu rĩ nói. Tôn đại sư, hàn băng khí trên người đệ đệ ta càng ngày càng nặng, mỗi lần trục xuất tiêu tốn chân khí cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy. Vẻ mặt Tôn Chính Tông cũng nghiêm túc nói. Thuần Dương huynh, ta cũng đã tận lực, trong người đại sinh hắn chính là cực hàn băng khí, khổ sở nhịn nhiều năm như vậy, có thể bảo trì ở trạng thái hiện tại, đã là vạn hạnh. Cũng nhờ có những năm này thực lực của ngươi cũng đang không ngừng tăng cao, bằng không đã sớm không cách nào chống đỡ hóa giải hàn độc trong cơ thể hắn. Hắn từ trên người lấy ra một bình đan dược, đưa cho Lý Thuần Dương nói. Đây là một bình dung dung đan cuối cùng ta luyện chế, tổng cộng 30 hạt. Có thể cung ứng hắn dùng 30 ngày, 30 ngày sau mặc dù uống dung dung đan, bằng thực lực nhất tinh vũ vương của ngươi, cũng không cách nào trấn áp hàn độc của hắn. Lý Thuần Dương kinh hãi đến biến sắc. Tôn đại sư, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi cũng không thể cứu sao? Trong ánh mắt Tôn Chính Tông lóe lên một tia lành lạnh, từ tốn nói. 5 năm trước ta được ngươi dùng số tiền lớn mời, vì hắn trị liệu dòng giã tốn 5 năm, cũng coi như là báo lại được rồi. Hôm nay hắn đã hàn khí vào tủy, ta cũng bó tay, coi như ngươi cho ta nhiều tiền hơn nữa, cũng cứu không được hắn. Lão giả trong thùng gỗ dần dần tỉnh táo lại, nghe thấy hai người nói chuyện, cười thảm nói. Đại ca, làm liên lụy ngươi nhiều năm như vậy, nếu không phải mỗi ngày rót chân khí cho ta, ngươi sợ là đã sớm thoát ly vũ vương cảnh giới, bước vào lục hợp vũ tông cảnh giới trong truyền thuyết. Bây giờ ta rốt cục có thể không liên lụy ngươi, ta thật là cao hứng a. Ha ha, tim của Lý Thuần Dương như bị đao cắt, lắc lắc đầu. Tôn Chính Tông cũng bất đắc dĩ nhìn hai người một chút, ôm quyền nói. Thuần Dương huynh, đại sinh huynh, cáo từ. Chậm đã. Lý Vân Tiêu ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn tất cả đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đúng là cấp 3 thuật luyện sư. Tôn Chính Tông nhướng mày lạnh lùng nói. Nếu ngươi không phải là hậu nhân của Thuần Dương huynh, chỉ bằng tội vô lễ này của ngươi, liền phải phế tu vi của ngươi. Lý Vân Tiêu sững sờ, ngạc nhiên nói. Chỉ là một tên cấp 3 tiểu thuật luyện sư liền kiêu ngạo như thế. Nếu là cấp 8 cấp 9, chẳng phải là liếc mắt nhìn liền đào con ngươi. Cấp 3 tiểu thuật luyện sư, cấp 8 cấp 9. Tôn Chính Tông cười giận dữ nói. Ha ha, thật không biết trời cao đất rộng, coi như là quốc vương bệ hạ của các ngươi thấy ta cũng phải gật đầu vấn an.
tuy rằng Lý Thuần Dương cũng bất mãn dáng vẻ của Tôn Chính Tông, nhưng vẫn như cũ khách khí nói. Vân Tiêu, không được vô lễ. Tôn Đại Sư là ta từ Hỏa Ô Đế Quốc cấp 3 thuật luyện sư công hội mời tới. Tôn Chính Tông Dương Dương Đắc Y nói. Thời điểm ta ngang dọc thuật luyện giới của Hỏa Ô Đế Quốc, người còn đang bú sữa mẹ đây này. Sữa con mẹ ngươi, ngang dọc cái đầu ngươi a. Lý Vân Tiêu dựng lên một cái ngón giữa mắng. Nếu là cấp 3 thuật luyện sư công hội, như vậy chí ít cũng có cấp 5 vương cấp thuật luyện sư tồn tại, người một cấp 3 cũng dám khoác lác nói ngang dọc Hỏa Ô Đế Quốc. Có muốn ta đem lời ngươi mới vừa nói thả ra, làm cho cả thuật luyện giới của Hỏa Ô Đế Quốc đều biết, nhìn ngươi trở lại làm sao ngang dọc hay không? Tôn Chính Tông hoàn toàn biến sắc, giận tím mặt, nhưng trong lòng hắn cũng là một trận chột dạ, đúng là sợ Lý Vân Tiêu đem lời mạnh miệng của hắn truyền đi, vậy mình thật là không mặt mũi gặp người. Cấp 3 thuật luyện sư tại Thiên Thủy Quốc có thể nghênh ngang mà đi, nhưng ở Hỏa Ô Đế Quốc lại thành nhân vật bình thường mà thôi, hắn tức giận đến tròm râu run rẩy. Thuần Dương huynh, hảo hảo dạy dỗ hậu nhân của ngươi. Lý Thuần Dương cũng không ưa Tôn Chính Tông, nhưng dù sao bị vướng bởi mặt mũi, không tốt bác bỏ hắn. Bây giờ nghe Lý Vân Tiêu mắng, trong lòng là vui vô cùng, hắn dựng thẳng tròm râu chừng Lý Vân Tiêu một chút, vui cười hớn hở kêu lên. Tiểu tử thúi, mặt mũi của Tôn Đại Sư cũng dám không cho, thực sự là ăn gan báo. Còn không mau cút đi ra ngoài. Con ngươi của Tôn Chính Tông lồi ra, mặt tức đến tái rồi, cả giận nói. Thuần Dương huynh, liền nhẹ như vậy để hắn cút ra ngoài. Lý Thuần Dương nhẹ rên một tiếng. Vậy Tôn Đại Sư cho rằng phải như thế nào? Hiện tại Tôn Chính Tông phất tay mặc kệ việc của Đại Sinh, hắn cũng không kiên nhẫn đối xử người này. Trong ngày thường như hầu hạ hoàng đế tự hầu hạ hắn, Lý gia nhiều năm tích lũy của cải cũng bị người này gõ đi hơn nửa, nội tâm vốn là mơ hồ có chút oán khí. Tôn Chính Tông hừ lạnh nói. Bất kính với ta như vậy, ít nhất phải đoạn tư chi răn đe. Lý Vân Tiêu giận dữ xông lên, một cái tát trực tiếp phiến ở trên mặt hắn. Đùng một tiếng lanh lảnh. Cho người chút màu sắc liền đi mở phường nhuộm. Yên tĩnh, mấy người trong phòng đều dại ra. Tôn Chính Tông càng là sửng sốt mấy phút, bưng mặt của mình, đột nhiên như giết lợn điên cuồng hét lên. Ngươi lại dám đánh một tên cấp 3 thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một tấm huy chương treo ở trên vai mình, lạnh lùng nói. Thuật luyện sư ghê gớm lắm sao? Lão tử cũng là thuật luyện sư. Mở lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Chuyện này, không chỉ có Tôn Chính Tông, Lý Thuần Dương cũng dại ra, cái huy chương cấp 2 thuật luyện sư lập lòe hào quang nhỏ yếu kia đang từ từ lóe sáng, hai người đều là nhãn lực rất tốt, tự nhiên biết tuyệt đối không phải giả mạo. Tôn Chính Tông kinh hãi thất sắc, lần này so với phiến hắn một cái tát còn khiếp sợ hơn. Làm sao có khả năng, cấp 2, ngươi mới bao lớn. Lý Thuần Dương cũng giật nảy cả mình, con ngươi trợn lên. Tiểu tử, ngươi. Lý Vân Tiêu lấy huy chương xuống, như món đồ chơi ở trong tay quăng đến quăng đi, cười lạnh nói. Ngu đần, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi chút bản lãnh ấy liền dám cản rỡ, đi ra ngoài sẽ bị người ta đánh chết. Ta thưởng ngươi một bạt tai, dù sao cũng hơn để ngươi đi ra ngoài bị người ta đánh chết tốt hơn, ta đây là đang dạy ngươi. Lời nói của hắn lần thứ hai để đầu mấy người đều mê muội. Tôn Chính Tông cả giận nói. Tuyệt đối không thể, ngươi làm sao có khả năng sẽ là cấp 2 thuật luyện sư. Thật to gan, các ngươi dám giả mạo huy chương thuật luyện sư, đây chính là tội chết. Mặc cho thế lực của ngươi thông thiên, giả mạo huy chương thuật luyện sư, sẽ phải gánh chịu thuật luyện sư của toàn bộ đại lục cắn giết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống. Giết con mẹ ngươi, ngươi còn muốn ăn bạt tai đúng không? Tôn Chính Tông sợ đến vội vàng đem lời rụt trở lại. Dùng tay bụng mặt, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình là cửu tinh võ sĩ, làm sao sẽ bị đối phương đánh bạt tai, hơn nữa cảm thấy không thể tránh khỏi, chúng không thể nghi ngờ. Thừa lúc tâm tình ta tốt, cút nhanh lên cho ta. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, Tôn Chính Tông lập tức lộ ra khuôn mặt dữ tợn, dồn dập bước đi. Trong mắt Lý Thuần Dương tuôn ra một tia sát khí, lạnh giọng nói. Tiểu tử, đắc tội một tên cấp 3 thuật luyện sư, thả hổ về rừng lưu hậu hoạn a. Ta đi giết hắn. Không thể. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Phàm là thuật luyện sư, tại thuật luyện sư công hội đều có đăng ký, do thuật luyện sư công hội quản hạt.
tuy rằng hắn chỉ có thực lực cấp 3, nhưng ở Hỏa Ô Đế Quốc cũng coi như là người có thân phận, nếu vô duyên vô cớ chết rồi, thuật luyện sư công hội nhất định sẽ tra được đến trên đầu chúng ta. Thả hắn trở lại, hắn không lật nổi sóng lớn. Lý Thuần Dương nghe mà sững sờ, chỉ vào huy chương trong tay Lý Vân Hà nói. Ngươi đừng nói với ta, đây là thật sự. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Đương nhiên là sự thật, Thiên Vũ Đại Lục, ai dám phỏng chế vật này. Trên trán Lý Thuần Dương chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, cẩn thận hỏi. Vậy ngươi đúng là... Hừm, một tiểu thuật luyện sư mà thôi. Lý Vân Tiêu hững hờ nói. Bên trong gian phòng an tĩnh nửa ngày, đột nhiên truyền đến tiếng giống to của Lý Thuần Dương. Tiểu súc sinh, ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Ngươi thật là có thể trang a. Trần Đại Sinh ở trong thùng gỗ cũng cười khổ nói. Đại ca, ngươi thực sự là có người nối nghiệp, tuổi còn trẻ, không chỉ là tứ tinh võ sĩ, hơn nữa càng đáng sợ chính là cấp 2 thuật luyện sư. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc sợ là tìm không ra người thứ hai. Lý Thuần Dương vẫn tức đến dựng râu mắng. Tiểu tử này. Nhưng vẫn khó che giấu tâm tình vui sướng của hắn. Trần Đại Sinh cười khổ nói. Nếu hậu nhân của ta có 1/10 thành tựu của Vân Tiêu, ta cũng hài lòng. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn nói. Lão gia tử xưng ngươi là đệ, lại gọi Đại Sinh, chẳng lẽ ngươi là tổ phụ của Trần Chân? Ngươi không phải ở mấy năm trước đã chiến tử rồi sao? Trong mắt Lý Thuần Dương lóe ra vẻ đau thương, than thở. Đại Sinh là thay ta mới thành bộ dáng này a. Năm đó trận chiến kia nguyên bản hẳn là ta đi, nhưng ta đang bế quan. Tiêu Vũ Vương dưới tình thế cấp bách, liền chọn Đại Sinh cùng đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Tiêu Khinh Vương, chẳng lẽ nội thương trên người hắn cũng là ở trong trận chiến mà các ngươi nói? Lý Thuần Dương gật đầu nói. Không sai. Năm đó Thiên Thủy Quốc cùng Bách Chiến Quốc vì tranh cướp vị trí thượng vị phụ quốc của Hỏa Ô Đế Quốc, ở chỗ giao giới hai nước, trong Côn Kim Thành của Bách Chiến Quốc, phái cao thủ liều mạng chiến một trận. Tuy rằng người tham gia không nhiều, nhưng trình độ khốc liệt lại không thua kém trăm vạn đại quân giao chiến chút nào. Trong trận chiến đó, năm vị phó thống lĩnh của Trấn Quốc thần vệ chết trận, Tiêu Khinh Vương cùng Chu Lâm đại chiến cuối cùng thắng hiểm. Đại Sinh cũng là từ đó lưu lại mầm bệnh. Dù hắn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng trình độ chém giết năm đó khốc liệt. Trần Đại Sinh cay đắng hồi ức nói. Năm đó tuy rằng Thiên Thủy Quốc ta thắng thảm, nhưng cũng là giết địch 1.000 tổn hại 800. Đi tới hơn 100 người, tất cả đều là cao thủ võ sư trở lên. Sống sót trở về, cũng chỉ có mười mấy cái. Hơn nữa cơ bản đều thành tàn phế. Lúc đó ta cũng tự cho là sống không lâu, nhưng lão ca lại từ Hỏa Ô Đế Quốc mời Tôn Chính Tông tới thay ta kiềm giữ thương thế. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Chẳng trách những phó thống lĩnh hiện tại của Trấn Quốc thần vệ mỗi người đều trẻ tuổi như thế, nguyên lai già đều chết hết. Không nghĩ tới từng cái tiểu vương quốc bài vị, dĩ nhiên có thể gợi ra chiến đấu khốc liệt như thế. Bài vị này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Thuần Dương nghe hắn nói như ông cụ non, cười mắng. Người ta là tiểu gia hỏa, người chính là bú sữa mẹ a. Ánh mắt của hắn cũng có chút hiu quạnh lên. Bắt đầu giải thích bài vị chiến. Hỏa Ô Đế Quốc chính là một trong tam đại đế quốc ở phía nam của Thiên Vũ Đại Lục, tổng cộng có 9 vương quốc phụ thuộc, chia làm thượng vị tam quốc, trung vị tam quốc cùng hạ vị tam quốc. Nếu trong vương quốc có lục hợp cảnh vũ hoàng cường giả, hoặc là cấp 4 quân cấp thuật luyện sư, đồng thời đồng ý ở lại vương quốc tọa trấn, như vậy quốc gia này tự động tăng lên thành thượng vị quốc. Nếu vị trí thượng vị quốc không đủ 3 cái, vậy sẽ do trung vị quốc tiến hành tranh cướp. Mà trung vị quốc cũng cần điều kiện, là nhất định phải có ngũ hành cảnh vũ vương cường giả hoặc là cấp 3 thuật luyện sư tọa chấn. 5 năm trước vừa vặn có một tiêu chuẩn thượng vị quốc, mà có tư cách tranh cướp tổng cộng có 3 quốc gia, phân biệt là Thiên Thủy Quốc, Bách Chiến Quốc cùng Đông Thục Quốc. Tuy Đông Thục Quốc có cấp 3 thuật luyện sư tọa chấn, nhưng thực lực so với Thiên Thủy Quốc cùng Bách Chiến Quốc vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Vì lẽ đó tiêu chuẩn này ở hai nước trong lúc đó tranh cướp. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói. Vậy định thắng bại bài vị chiến như thế nào đây? Có phải là phải đem Vũ Vương hoặc là cấp 3 thuật luyện sư của đối phương giết sạch? Lý Thuần Dương cười mắng. Tuy rằng tài nguyên các quốc gia là thuộc về mình, thế nhưng một khi đột phá đến cấp 3 thuật luyện sư hoặc là ngũ hành cảnh Vũ Vương, thì lại phải đi Hỏa Ô Quốc đăng ký, làm sức mạnh trung gian của đế quốc. Một khi đại quốc có chiến sự,
đều phải nghe theo điều phối. Đương nhiên, sau khi đăng ký chỗ tốt cũng là rất lớn, hàng năm Hỏa Ô Quốc đều sẽ phân phối xuống lượng lớn các loại tài nguyên tu luyện. Hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó thuật luyện sư cấp 3 cùng Vũ Vương Cường giả đều là tài nguyên quý giá, Hỏa Ô Đế Quốc cũng sẽ vô cùng chú ý, tận lực tránh tổn thương. Tiêu chuẩn phán thắng bại chính là đánh tới một phương chịu thua mà thôi. Không chịu thua, liền tiếp tục giết, đem quốc lực một quốc gia giết sạch mới thôi. Lý Vân Tiêu than thở. Không nghĩ tới vì một bài vị, dĩ nhiên tàn khốc như vậy. Lý Thuần Dương nghiêm mặt, lãnh đạm nói. Tàn khốc, ở trên đại lục này sinh tồn, trọng yếu nhất chính là thực lực. Mà thực lực dựa vào cái gì đến bảo đảm, là tài nguyên. Sau lưng bài vị chiến ẩn giấu chính là tài nguyên. Đã từng có vương quốc chí tử cũng không chịu thua, cả quốc gia bị nhổ tận gốc, vương thất cũng bị chém giết sạch. Trần Đại Sinh ngâm ở trong thùng gỗ thở dài nói. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là sâu kiến. Lý Thuần Dương nghiêm mặt nói. Còn chân chính quyết định thực lực mạnh yếu đều là sức chiến đấu cao cấp, này chính là các nước đều phải mời chào võ giả mạnh mẽ. Mà sau lưng rất nhiều đế quốc đều có tông phái cùng thế gia mạnh mẽ chống đỡ, tỉ như chúng ta dựa vào Hỏa Ô Đế Quốc, chỗ dựa phía sau nó lại là Tụ Thiên Tông. Tụ Thiên Tông. Lý Vân Tiêu sững sờ, sắc mặt có chút quái lạ lên. Hắn mơ hồ nhớ đại đồ đệ Hoa Thiên Thụ của mình thật giống như thu qua một đệ tử, là con trai của Tụ Thiên Tông tông chủ, gọi là cái gì nhỉ, quên rồi. Lúc trước Hoa Thiên Thụ còn cố ý mang hắn đến bái kiến mình, cũng cho chút lễ ra mắt. Còn chỉ điểm hắn hai lần. Nếu tính toán ra, cũng đã 20-30 năm. Lý Vân Tiêu khổ sở suy nghĩ mà không được, tiểu tử kia đến cùng tên gì nhỉ, thật nhớ không nổi. Không sai. Trong mắt Lý Thuần Dương lộ ra một tia sợ hãi, nghiêm nghị nói. Nghe đồn Tụ Thiên Tông tông chủ Tề Phong chính là thất túc cảnh vũ hoàng cao thủ, cách bát hoàng vũ tôn chỉ có một bước. Hơn nữa người này là đệ tử thân truyền của Vũ Đế Hoa Thiên Thụ. Mặc dù là hậu trường của những đế quốc khác cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lý Vân Tiêu bừng tỉnh, thầm nghĩ trong lòng, nha, nhớ ra rồi, tên là Tề Phong, không nghĩ tới hắn lại làm tông chủ, tiểu hoa cũng lên cấp vũ đế, đây đều là chuyện sau khi ta ngã xuống. Lúc đó hắn còn kẹt ở bát hoang vũ tôn cảnh giới. Lý Thuần Dương dị thường cẩn thận nhắc nhở nói. Vân Tiêu, ngày sau nếu người có cơ hội đi Hỏa Ô Đế Quốc, nhớ kỹ tuyệt đối không thể đắc tội người của Tụ Thiên Tông. Tùy tiện một tên đệ tử nội môn của Tụ Thiên Tông, mặc dù là hoàng đế bệ hạ của Hỏa Ô Đế Quốc thấy cũng phải nể mặt ba phần. Nếu chúng ta đắc tội, vậy tuyệt đối là tai ương ngập đầu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Yên tâm đi, bọn họ không chọc đến ta, ta sẽ không đi đắc tội bọn họ. Lý Thuần Dương một trận té xỉu, vội vàng nói. Tính cách này của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Coi như chọc ngươi, đánh ngươi, cũng phải nhịn. Ở trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, Tụ Thiên Tông là tồn tại tuyệt đối vượt lên trên hoàng tộc. Lý Vân Tiêu bỏ qua đề tài này nói. Có phải là 5 năm một lần bài vị chiến lại đến? Lý Thuần Dương sinh ra một vẻ tiêu điều, trầm giọng nói. Không sai, trận chiến 5 năm trước, làm cho thực lực nước ta giảm mạnh. Cử chỉ sáng suốt nhất chính là lui ra tranh cướp thượng vị quốc lần này. Tuy rằng sẽ tăng thuế má cùng nộp tài nguyên. Nhưng đối với quốc gia nghỉ ngơi lấy sức, là cử chỉ đúng đắn nhất. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Vậy chúng ta phải tăng nhanh tốc độ, lấy trạng thái của bệ hạ hiện tại, sợ là sẽ không chịu lui ra tranh cướp. Chỉ có để Nguyệt Vương tử thượng vị, ta mới có thể nói phục hắn lui ra bài vị chiến. Trần Đại Sinh cả kinh nói. Nguyệt Vương tử. Lý Thuần Dương thở dài một tiếng, đem thế cục bây giờ cùng quyết định của Lý gia giản lược nói ra. Trần Đại Sinh bi thương nói, bệ hạ đối xử trung lương như vậy, thật là thẹn với trung thần. Đáng tiếc ta đã sắp chết, sau này Trần gia liền giao cho đại ca cùng Vân Tiêu. Lý Thuần Dương bi thiết, tim như bị đao cắt nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần Lý gia ta còn một ngày, Trần gia cũng còn một ngày. Lý Vân Tiêu cười nói, chỉ là cực hàn chi độc mà thôi, không cần sinh ly tử biệt như thế. Ta xem trong cơ thể Tiêu Khinh Vương cũng có loại hàn độc này, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng sâu tận xương thủy, các ngươi hẳn là bị cùng một người gây thương tích, người kia tu luyện chính là loại kình khí cực hàn. Trần Đại Sinh căm hận nói. Không sai, chính là Bách Chiến Quốc đệ nhất cao thủ, Vũ Vương Dịch Tiểu Sơn. Lý Vân Tiêu tựa hồ đăm chiêu, hơi trầm ngâm lên. Lúc trước trong tiểu viện,
Vũ quân cường giả bên người lão bát kia triển khai một chiêu võ kỹ hệ băng, tựa hồ chính là loại cực hàn kình khí này, chỉ có điều tu vi không đủ, cùng hàn độc trong cơ thể ngươi chênh lệch rất lớn. Cái gì? Lý Thuần Dương kinh hãi, ánh mắt dần dần lạnh xuống, trong con ngươi sát khí chuyển động. Ta rõ ràng, chẳng trách tiểu tử này thiên phú xuất chúng như vậy, còn có thể chạy tới Lý Phủ ta làm hạ nhân cấp thấp, hơn nữa bỏ nhanh như vậy. Sau lưng của hắn không chỉ có bệ hạ làm chỗ dựa, hơn nữa còn có bách chiến quốc Dịch Tiểu Sơn chống lưng. Lý Thuần Dương hận nghiến răng, hối hận nói. Sớm biết như vậy, lúc nãy ta nên ra tay tru diệt người này. Hiện tại để hắn chạy trốn, sợ là khó có thể truy sát. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Hắn sẽ không bỏ qua như vậy, cơ hội còn nhiều. Vẫn là trước tiên hóa giải hàn độc trên người Trần Lão Gia Tử lại nói. Vẻ mặt Lý Thuần Dương âm u xuống, trong tay nắm bắt bình dung dung đan mà Tôn Chính Tông lưu lại, khổ sở nói. Tôn Chính Tông là thuật luyện sư cấp 3 cũng không có cách nào, chúng ta còn có thể làm sao? Cấp 4 quân cấp thuật luyện sư căn bản không phải chúng ta có thể tiếp xúc được, chứ đừng nói mời tới. Lý Vân Tiêu vòng quanh vại nước một vòng, từ tốn nói. Loại hàn độc này nếu muốn hoàn toàn loại bỏ thật có chút khó, trừ khi ta có thể có được hồn lực thuật luyện sư cấp 3, mới có thể luyện chế ra đan dược tương ứng. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là áp chế xuống, thì lấy trình độ hiện tại của ta đã đủ rồi. Tiếng nói của hắn không cao, nhưng như kinh lôi, ở bên tai hai người nổ vang, chấn động đến mức đầu óc ong ong một trận. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Lý Thuần Dương kích động một phát bắt được cánh tay của hắn, không thể tin nói. Ngươi đừng khoác lác lừa gạt ta. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Muốn loại bỏ loại hàn độc này, dòng suy nghĩ của Tôn Chính Tông là đúng, đan dược phối hợp vũ vương chân khí của lão gia tử. Thế nhưng kiến thức của hắn quá nông cạn, dược không đủ tinh, hơn nữa chân khí của lão gia tử cũng có vấn đề, nhất định phải là lực lượng chí dương chí cương mới được. Lực lượng chí dương chí cương. Lý Thuần Dương lo lắng nói. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc chỉ có Tiêu thống lĩnh, Trung Ly Sơn còn có ta là vũ vương cảnh cường giả, không có một ai đi con đường chí dương chí cương. Ngươi để ta đi nơi nào tìm một vũ vương chí dương chí cương? Lý Vân Tiêu hơi mỉm cười nói. Ta ngược lại nghĩ đến một ứng viên, chỉ là không biết nàng chịu hỗ trợ hay không. Lý Thuần Dương bật thốt lên hỏi. Là ai? Bất kể là ai, chỉ cần tại Thiên Thủy Quốc, hắn lập tức đi bắt người đến ngay. Lý Vân Tiêu cười nói. Trấn Quốc thần vệ thống lĩnh Lạc Vân Thường, tuy rằng thực lực khiếm khuyết một chút, nhưng nàng tu luyện xác thực là chân khí chí dương chí cương. Trước kia hắn còn kinh ngạc vì sao Lạc Vân Thường sẽ tu luyện loại công pháp của nam tử này, sau đó biết nàng là đệ tử Thần Tiêu Cung, nhất thời hiểu rõ ra. Thần Tiêu Cung có một môn chí dương chí cương vô thượng bí pháp, nhất định phải là nữ nhân có cửu dương thể mới có thể tu luyện. Nhưng nữ tử xuất hiện cửu dương thể tỷ lệ hầu như là vạn người chưa chắc có được một, vì lẽ đó mấy vạn năm đến nay, người Thần Tiêu Cung tu luyện công pháp này không có mấy. Nhưng mỗi một người tu luyện công pháp này, không có chỗ nào mà không phải là thành tựu vũ đế đỉnh cao, quát tháo thiên hạ. Lý Thuần Dương sửng sốt một chút, lúc này mới nói. Cô gái nhỏ kia xác thực là có chân khí chí dương chí cương, thật không biết nàng là tu luyện ra sao. Vân Tiêu, ngươi không gạt ta chứ, thật có thể áp chế hàn độc trên người đại sinh. Vậy hiện tại ta liền mang cô nàng kia về. Lý Vân Tiêu nói, trước tiên không vội, ta muốn bắt tay luyện chế một ít đan dược áp chế hàn độc. Có điều dược liệu, Lý Thuần Dương trực tiếp ném ra một chiếc chìa khóa cho hắn, lập tức nói. Đây là chìa khóa mật khố của Lý gia, ta vẫn thủ ở bên người. Ngoại trừ bị Tôn Chính Tông dọa dẫm hơn nửa ra, còn lại đều ở bên trong, ngươi xem một chút có đủ hay không, còn thiếu cái gì ta lập tức đi tìm. Hắn nghe nói Trần Đại Sinh có thể cứu. Lập tức hứng thú tăng vọt, coi như Lý Vân Tiêu muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống. Trong mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, tuy rằng hắn chưa từng vào mật khố Lý gia, nhưng thân là thế gia có quyền thế nhất của Thiên Thủy Quốc, thứ tốt tất nhiên không ít. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là các loại tài nguyên tăng cường tốc độ tu luyện. Chờ tin tức của ta. Sau khi hắn ném câu nói này, liền rời khỏi phòng dưới đất. Bên ngoài đã tụ tập không ít người Lý gia. Đều dồn dập nghị luận thở dài không ngớt. Hiển nhiên là đối với tình huống bây giờ có chút không biết làm sao, không có một người có thể đứng ra làm chủ. Vừa thấy được Lý Vân Tiêu xuất hiện,
nhất thời mỗi cái mừng rỡ, chạy tới đón chào. Lý Vân Tiêu trực tiếp làm ra dấu im lặng, hướng Lý Bạch Phong nói. Tứ thúc, mang ta đi mật khố gia tộc. Mật khố? Lý Bạch Phong lấy làm kinh hãi nói. Nơi đó là gia tộc trọng địa, hơn nữa chìa khóa. Trong nháy mắt lời của hắn bị kẹt ở yết hầu, trợn mắt lên nhìn tiểu bài màu vàng trong tay Lý Vân Tiêu, mừng lớn nói. Ngươi gặp lão gia tử. Lão gia tử hắn không có chuyện gì. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, lấy ra một chuỗi chìa khóa nói. Đừng hỏi quá nhiều, mang ta đi mật khố. Cái này cũng là lão gia tử bàn giao. Hay, hay. Lý Bạch Phong kích động có chút run rẩy lên, tựa hồ như lập tức tìm trở về người tâm phúc, vội vàng mang theo Lý Vân Tiêu đi mật khố. Lý Vân Tiêu xem mà trong lòng thở dài không ngớt, những tộc nhân Lý gia này trong ngày thường quen sống trong nhung lụa, thiếu hụt tôi luyện. Một khi lão gia tử biến mất, quả nhiên không có một người có thể làm chủ. Xem ra phụ thân trường kỳ điều phối ở bên ngoài, e sợ cũng là Tần Chính cố ý. Mật khố bị hai phiến cửa đồng to lớn đóng trụ, trên cửa đồng khảm nạm 18 viên thượng phẩm nguyên thạch, không ngừng có nguyên khí tràn ra, rót vào trên cửa chính. Từng đạo hoa văn màu sắc rực rỡ khắc họa ở hai bên, dĩ nhiên là trận pháp bảo vệ. Chu Tước Thần Hỏa Trận. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, không thể tin tưởng dùng tay ở trên cửa đồng tìm tòi, đường nét màu sắc rực rỡ kia quả nhiên mơ hồ vẽ ra một đồ án hỏa điểu. Từng đạo nguyên khí ở trên cửa đồng lưu chuyển, hơi có loại cảm giác phỏng tay. Lý Bạch Phong kinh ngạc nói. Vân Tiêu, ngươi nhận ra trận pháp này, làm sao có khả năng? Lão gia tử là mời qua rất nhiều cao nhân tới xem, nhưng không có ai nhận ra được. Lý Vân Tiêu lại nhìn kỹ bốn phía, mật khố này xây giữa lưng vào núi. Bốn phía đều là kim cương thạch kiên cố, hỏi hắn. Mật khố này xây từ khi nào? Lý Bạch Phong lắc đầu nói. Vậy thì không rõ ràng, thế nhưng nghe trưởng bối trước đây nói, mật khố này tựa hồ ở trước khi Lý gia lập nghiệp cũng đã tồn tại. Cũng không phải là Lý gia chúng ta xây dựng lên. Lúc này Lý Vân Tiêu mới khẽ gật đầu, bài trừ nghi ngờ trong lòng. Chu Tước Thần Hỏa Trận này là trận pháp cấp 9, hơn nữa thất truyền đã lâu. Trên đại lục truyền lưu một ít phiên bản cũng không trọn vẹn. Nếu tổ tiên Lý gia có năng lực bày xuống trận pháp này như thế, này nhất định là siêu cấp thế lực trên thiên vũ đại lục, chắc chắn sẽ không chỉ ở thiên thủy quốc. Hắn lấy ra chìa khóa, là một khối linh kiện hình thú màu đồng cổ, nhẹ nhàng để vào trên cửa. Nhất thời một đạo nguyên khí từ trong thượng phẩm nguyên thạch truyền ra, vòng quanh đồ án trên cửa di chuyển một vòng, lúc này hai cánh cửa mới ầm ầm mở ra. Lý Vân Tiêu dùng thần thức hơi cảm thụ lực lượng trận pháp trên cửa, đã dị thường yếu ớt, chứng minh chí ít tồn tại hơn vạn năm, sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian. Sau khi hai cánh cửa mở ra, một hành lang thật dài hiện ở trước mắt, trực tiếp dẫn tới dưới nền đất. Hai bên hành lang, mỗi cách 3 mét thì có một ngọn đèn, bên trong chứa đựng dĩ nhiên là Dã Minh Châu. Lý Bạch Phong nói, mật khố xưa nay đều là gia tộc cấm địa. Không có tộc trưởng đại nhân cho phép là không thể đi vào. Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, liền dọc theo hành lang đi xuống, đường cũng không dài, rất nhanh liền đi tới một động thiên, bên trong xếp đầy các loại dương cùng giá, trồng chất lượng lớn các loại vật liệu cùng nguyên thạch. Trong đôi mắt Lý Vân Tiêu bắn mạnh ra một vệt tinh mang, ngơ ngác nhìn kỹ bốn phía. Ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào trên những tài nguyên kia, mà là quan sát động phủ. Vẻ khiếp sợ trong mắt càng ngày càng sâu. Chuyện này. Hắn mạnh mẽ nhìn xuống nội tâm chấn động, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha, dĩ nhiên là một phương không gian giới tử lớn như vậy, tất nhiên là dựa vào thần khí nào đó mà tồn tại. Chẳng trách ngoài cửa sẽ có Chu Tước Thần Hỏa Trận bảo vệ. Hắn đè nén xuống tâm tình kích động, vội vàng ở trong động tìm tòi nghiên cứu, trong miệng không ngừng thì thầm. Ở đâu? Không gian giới tử này dựa vào đến tột cùng ở nơi nào? Thần thức của hắn lan ra, ở trong động phủ thăm dò, đột nhiên ánh mắt rơi vào trong một góc trồng chất đầy dương. Lượng lớn nguyên thạch cùng các loại chân bảo bị hắn ném ra ngoài, rất nhanh ở trong góc xuất hiện một khối bia bài màu đen, lẳng lặng đứng ở đó. Văn tự trên bia ở dưới tháng năm ăn mòn, đã khó có thể phân biệt. Vật liệu khắc bia cũng mài mòn lợi hại, hiển lộ hết tang thương. Hai mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ. Con người của hắn đột nhiên loan thành hình trăng lưỡi liềm, hình thái bi văn kia ở trong con người hắn dĩ nhiên không ngừng vặn vẹo biến hóa.
Đây là Lý Vân Tiêu tu luyện một môn đồng thuật cực kỳ lợi hại, là dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ mới có thể triển khai. Hiện tại hắn chỉ là thuật luyện sư cấp 1, triển khai lên cực kỳ tốn sức, đồng thời hiệu quả rất ít. Nhưng trường bi kia ở trong hai con người hắn bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Cùng lúc đó, tấm bia kia tựa hồ chịu đến một loại lực lượng nào đó cảm ứng, đột nhiên tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, một luồng lực lượng phản vệ cực mạnh dọc theo hai con mắt của hắn trực tiếp xâm nhập trong óc, thiêu đốt linh hồn. A! À, hắn bưng hai mắt, kêu thảm một tiếng, thân thể càng là lâm không bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Vân Tiêu bò lên, hai mắt hơi mở ra, một dòng máu từ trong hai con ngươi chảy ra, hắn không sợ hãi trái lại đại hỉ cười lớn lên. Ha ha, lại vẫn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bi bài này đi đến, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, cuối cùng 10 ngón tạo thành một hình dạng kỳ quái, từng vòng ánh sáng màu lam yếu ớt từ trong hai tay tản mát ra, hắn hét lớn một tiếng. Như mộng như ảo, kính hoa thủy nguyệt. Ánh sáng màu lam trong tay giống như một mặt thủy kính, từ trong tay hắn bóc ra, dầm một tiếng rơi vào trên bia đá. Chỗ thủy quang màu xanh lam đi qua, bia đá này bắt đầu phát sinh lên biến hóa, giống như điêu luyện qua, dấu vết tháng năm trong nháy mắt biến mất hết sạch, một khối bia đá mới tinh đột nhiên đứng ở trên đại địa, hiện ra xanh ngọc thông suốt, mặt trên tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng có linh khí bay lượn lên. Mấy chữ vàng từ trên xuống dưới từng cái lướt qua. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút lại, thất thanh nói. Giới thần bi. Ba chữ giới thần bi lấp lóe liên tục, ánh sáng chói mắt. Hai con mắt của Lý Vân Tiêu lần thứ hai chảy ra huyết dịch, hắn đau đến nhe răng, lần thứ hai nhắm mắt lại. Giới thần bi này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có uy năng như thế? Dĩ nhiên có thể trực tiếp xuyên thấu qua nguyệt đồng thuật của ta, thiêu đốt hồn phách. Trái tim Lý Vân Tiêu nhảy mạnh lên, hắn nhắm mắt trở nên trầm tư. Loại sức mạnh kỳ dị phun trào này, lại viễn siêu cấp 9 huyền binh kiếm trảm tinh thần của ta, chẳng lẽ là đồ vật của thập phương thần cảnh? Hắn đã từng sừng sững ở đỉnh cao của đại lục này, tự nhiên biết trên cửu thiên đỉnh phong, còn có thập phương cảnh mịt mờ. Nghe đồn vừa vào thập phương cảnh giới, liền có thể thành tựu võ đạo trung cực, hóa thân thành thần. Giới thần bi, giới thần bi. Chẳng lẽ là võ thần trong truyền thuyết lưu lại thập phương cảnh thần khí? Hắn bỗng nhiên khiếp sợ, kích động lẩm bẩm. Nhất định là vậy, lực lượng có thể trực tiếp công kích linh hồn, chỉ có lực lượng của thập phương võ thần trong truyền thuyết mới có thể làm được. Thiên thủy quốc này trước đây đến cùng là nơi nào? Tại sao có thể có võ thần lưu lại bảo vật? Chẳng trách ngoài cửa sẽ có chu tước thần hỏa trận, hơn nữa tuy rằng trận pháp này hoàn chỉnh, nhưng thủ pháp bố trí thô ráp, hiển nhiên là tác phẩm vội vàng. Nhất định là vị võ thần kia gặp phải tình huống gì khẩn cấp, cho nên mới lưu lại giới thần bi. Hắn vừa nghĩ thông ngọn nguồn, lại đột nhiên tự nói. Không đúng không đúng, thành tựu võ đạo trung cực, hóa thân thành thần, đã là vạn thọ vô cương, thái cổ trường tồn. Một niệm khẽ động trong lúc đó, đều là quy tắc võ đạo, làm sao có khả năng gặp phải tình huống khẩn cấp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt trầm tư. Từng đạo lực lượng kỳ dị từ trên giới thần bi tản mát ra, không ngừng ở trên người hắn lưu chuyển gột rửa. Lý Vân Tiêu cảm giác toàn thân thoải mái không nói ra được, nhưng không dám mở hai mắt ra, rất sợ lần thứ hai thiêu đốt hồn phách. Đột nhiên trong linh hải ánh sáng lấp lóe, vạn đạo huỳnh quang điểm điểm ở trên linh đài hội tụ, bắt đầu ngưng tụ thành hình. Đại diễn thần quyết. Chịu đến lực lượng của giới thần bi, đại diễn thần quyết dĩ nhiên lần thứ hai chủ động ngưng tụ thành hình. Từng cái đại tự ẩn chứa vô thượng ảo diệu bắt đầu ở trong hư không dần hiện ra. Trong lòng hắn vui vẻ, đồng thời cũng mơ hồ cảm giác được, đại diễn thần quyết này sợ cũng là công pháp tu luyện của võ thần. Theo đại diễn thần quyết xuất hiện, linh hồn bị thương của mình bắt đầu được thoải mái, như một dòng suối chảy qua, hồn lực cực tốc khôi phục lại. Mà thân thể cũng tắm rửa ở dưới ánh sáng của giới thần bi, cảm giác thích ý không nói ra được. Thật giống như trong ngày đông nằm ở dưới ánh mặt trời, không chỉ thoải mái không muốn nhúc nhích, hơn nữa còn có chút buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đột nhiên tỉnh lại. Ngơ ngác phát hiện mình thật sự ngủ, giới thần bi này đã hoàn toàn biến thành chất liệu bạch ngọc, lẳng lặng đứng ở đó, không có bất kỳ hào quang. Trên mặt bi tựa hồ có ngân sa màu trắng đang nhẹ nhàng truyền lưu,
Lý Vân Tiêu trợn to hai mắt nhìn kỹ, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, hào quang lưu chuyển này, dĩ nhiên là vũ trụ tinh hà. Lý Vân Tiêu khiếp sợ nói. Giới thần bi này dĩ nhiên có thể câu thông lực lượng tinh hà, thật là thần diệu. Chỉ là không biết có thể để ta lạc ấn hay không. Hai tay hắn bắt đầu sử dụng tới một loại thủ ấn kỳ diệu, rất nhanh ở trong lòng bàn tay hiện ra một đóa hoa sen, nhẹ nhàng hướng về trên giới thần bi hạ xuống. Hắn vạn phần cảnh giác, giới thần bi này tồn tại đã vượt qua bất kỳ đồ vật thuật luyện gì mà trước đây hắn tiếp xúc được. Coi như là kiếp trước thời điểm đỉnh cao, cũng không dám khinh thường đối xử, giờ khắc này càng thêm cẩn thận. Chỉ lo một chiêu không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Hắn không dám chắc lần sau mình còn có thể sống lại. Vèo! Đột nhiên ý thức hải của Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, đồng quang trong tròng mắt mở ra, một nguồn lực lượng vọt thẳng vào ý thức hải, cả người không bị khống chế trôi nổi lên, tâm thần phảng phất bị lực lượng nào đó thu lấy, hoàn toàn không do mình điều khiển. Nội tâm hắn hoảng hốt, biết lực lượng của mình quá yếu, bị giới thần bi trực tiếp khống chế. Thật giống như trước đây hắn cũng thích dùng đồng thuật khống chế người khác vậy, là một loại hoàn toàn bị khống chế. Chỉ một khắc ngắn ngủi, thân thể của hắn liền rớt xuống, đập xuống đất. Chỉ cảm giác đến trong ý thức hải của mình một mảnh thanh minh, giới thần bi đang lẳng lặng trôi nổi trên đan điền của mình, tinh hà lưu chuyển. Thành công! Lý Vân Tiêu đại hỉ nhảy lên, một nhảy liền trực tiếp đụng vào đỉnh đầu, đầu đau đớn không chịu nổi. Hắn định nhãn nhìn lại, động phủ Lý gia đã biến mất, nơi này chỉ là một tiểu không gian 10 mét vuông, cao 2 mét, toàn bộ dùng kim cương thạch xây thành. Mình sau khi thu giới thần bi, không gian giới tử tự nhiên cũng biến mất theo. Mà nơi này vốn là một cái hang núi. Lý Vân Tiêu hơi ổn định tâm thần, đem thân thể của mình kiểm tra một lần. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, mình dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến ngũ tinh võ sĩ, hơn nữa là ngũ tinh đỉnh cao, cách lục tinh cũng chỉ xa một bước. Nhưng hắn vẫn không có bao nhiêu mừng rỡ, dù sao loại tu vi này, dưới cái nhìn của hắn chỉ là đồ bỏ đi. Tiến bộ nhiều hay ít, cũng không đáng kể. Còn chân chính để hắn mừng rỡ không ngớt chính là, hồn lực của mình cũng được bước tiến dài, tuy rằng còn chưa đạt đến cấp 2, nhưng cũng không xa. Ta đến thử xem, nhìn có thể khống chế giới thần bi hay không. Hắn cẩn thận ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu đem thần thức xâm nhập trong đó, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nếu giới thần bi bị hắn luyện hóa thu vào trong cơ thể, vậy dĩ nhiên cùng hắn là một nhịp thở, hơn nữa dưới thần niệm chuyển động, xác thực có thể cảm nhận được giới thần bi tồn tại. Có điều, để hắn thất vọng chính là, bất luận mình liên hệ làm sao, cũng chỉ có thể vào trong không gian giới tử của giới thần bi, căn bản không có cách khống chế nó. Đồ phá hoại này! Hắn chửi ầm lên. Căn bản là không có cách khống chế, chẳng khác nào có thêm cái không gian giới tử. Hắn không cam lòng thử lại vô số lần, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có điều đồ vật nguyên bản ở trong bí khố Lý gia toàn bộ đi vào giới thần bi, một tảng đá cũng không sót quy hắn. Chờ xem qua tồn kho của Lý gia, tâm tình mới thoáng thoải mái một chút. Lý Bạch Phong ở cửa chờ đến phát gấp, vừa thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo dõi không gian giới chỉ trong tay hắn, dựng râu trợn mắt nói. Ở bên trong lâu như vậy, sẽ không phải thứ tốt đều bị ngươi lấy hết chứ. Trong này là Lý gia tích lũy trên ngàn năm. Ngươi cũng đừng lấy quá nhiều. Còn đừng lấy nhiều, động phủ ta cũng lấy xuống. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, gỡ xuống không gian giới chỉ trong tay đưa cho Lý Bạch Phong nói. Cho ngươi được rồi. Hắn đã đem vật có giá trị toàn bộ để vào trong giới thần bi, trong giới chỉ này chỉ còn lại một ít kim tệ cùng đồ vật cần thiết hàng ngày. Chuyện này. Lý Bạch Phong há to mồm, xem không gian giới chỉ trong tay, sững sờ không biết nói cái gì. Thầm nghĩ lẽ nào hắn không lấy bao nhiêu thứ tốt, tiểu tử này vẫn tính phúc hậu. Lý Vân Tiêu nói, tứ thúc, khoảng thời gian này công việc hàng ngày của Lý gia liền do ngươi đến chủ trì. Ta sẽ bế quan một quãng thời gian, còn Lý Giật, trong thời gian ngắn hắn sẽ không dám trở về. Hơn nữa bên lão gia tử kia cũng không có vấn đề, ngươi yên tâm là được. Nghe hắn dặn dò, tuy rằng Lý Bạch Phong cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao khoảng thời gian này Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực và trí tuệ, đã chiếm được mọi người tán thành cùng tán thưởng. Nguyên bản còn có chút lo lắng Lý Giật, nhưng nghe nói lão gia tử mạnh khỏe, liền an lòng. Lý Thuần Dương là người tâm phúc tuyệt đối của Lý gia, càng là trụ cột tinh thần.
Lý Vân Tiêu để bốn tên đại vũ sư kia trở về hướng Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu báo cáo, mình thì mang theo kế mông đi về phía thuật luyện sư công hội. Hắn muốn luyện chế một ít đan dược, không chỉ là vì chữa trị cho Tiêu Khinh Vương cùng Trần Đại Sinh, còn có tương lai tu luyện võ đạo cần dùng, đều phải cùng nhau chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại Thiên Thủy Quốc rơi vào thời buổi rối loạn, ngày sau sợ là không có bao nhiêu thời gian an bình. Hiện tại muốn làm, chính là phòng ngừa chu đáo. Cổ Vinh Đại Sư, Lục Giao tiếp dẫn Lý Vân Tiêu, khẽ lắc đầu nói. Cổ Vinh Đại Sư cùng Hứa hội trưởng bế quan, hiện tại còn chưa đi ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Không có chuyện gì, người đi gọi hắn ra, hắn sẽ không trách ngươi. Lục Giao có chút khó khăn, thân phận của Lý Vân Tiêu nàng cũng rõ ràng, nhưng quấy rầy một tên thuật luyện sư bế quan, hậu quả ai cũng không chịu trách nhiệm nổi. Đồng thời trước khi Cổ Vinh bế quan cố ý cường điệu, dù trời sập xuống cũng không cho quấy rầy hắn, nhất thời khổ sở nói. Vân Thiếu, ta thật sự hết cách rồi, nếu Cổ Vinh đại sư. Nếu hắn trách tội ngươi, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu, tất cả tổn thất của ngươi ta đến bồi thường. Lý Vân Tiêu đánh gãy nàng, nhàn nhạt nói. Lúc này Lục Giao sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó khăn, trên trán hơi chảy ra mồ hôi, Cổ Vinh nàng là không đắc tội được. Nhưng Vân Thiếu lại há là nàng có thể đắc tội nổi. Lúc này kế mông cũng cau mày nói. Vân Thiếu, thuật luyện sư bế quan so với võ giả bế quan tu luyện còn muốn gian nguy, nếu không duyên cớ bị quấy dày, tình huống tốt nhất chính là tu luyện bị cắt đứt, nếu hậu quả nghiêm trọng, tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là không thể. Hắn nhìn Lục Giao làm khó dễ, đồng thời cũng không muốn Lý Vân Tiêu không duyên cớ gặp phải phiền phức, vì vậy lòng tốt nhắc nhở. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn. Đối với Lục Giao cười nói. Nếu Cổ Vinh biết ta tìm hắn, mà ngươi không đi thông báo, hậu quả kia mới là rất nghiêm trọng. Sắc mặt kế mông có chút chìm xuống, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này cũng quá mức lớn lối. Thuật luyện sư đều là những người nào? Dưới cái nhìn của hắn, tất cả đều là mắt cao hơn đầu, là cuồng nhân cả ngày ở trong nghiên cứu thất, ngoại trừ thuật luyện sư thực lực cao hơn bọn hắn ra, bằng không ai cũng không để vào mắt. Lý Vân Tiêu là người nào? Chỉ là Lý gia đại thiếu gia mà thôi, tuy rằng lĩnh ngộ võ đạo cực cao, nhưng người ta đi là thuật luyện chi đạo, há có thể nể mặt mũi của ngươi. Ngay thời điểm kế mông hơi không vui, Lục Giao kinh hỉ kêu một tiếng Lương đại sư. Lương Văn Vũ đang đi tới, lần này nàng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trời sập xuống cũng có người đẩy. Vân Thiếu, kế thống lĩnh. Lương Văn Vũ hơi sững sờ, lập tức hỏi rõ tình huống. Nội tâm hắn ngầm cười khổ không ngớt, Lý Vân Tiêu là cuồng đồ ngay cả hội trưởng cùng Trương Thanh Phàm đại sư cũng không để vào mắt, thật là không dễ hầu hạ, chỉ có thể nhắm mắt nói. Vân Thiếu, Cổ Vinh đang bế quan, chúng ta cũng không tốt tùy tiện quấy rầy. Nếu ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lý Vân Tiêu nói, ta dự định luyện chế một nhóm đan dược, tìm Cổ Vinh làm trợ thủ. Lương Văn Vũ nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm nói. Hóa ra là chút chuyện này, thuật luyện sư công hội ta cái khác không có, chỉ là thuật luyện sư nhiều, vậy ta sắp xếp hai tên thuật luyện sư luyện đan cho Vân Thiếu. Kế mông có chút sửng sốt, đám người điên thuật luyện sư này, lúc nào dễ nói chuyện như thế. Mình đã từng hướng về Lương Văn Vũ dùng số tiền lớn cầu mua một viên đan dược cấp 2, hơn nữa tất cả vật liệu đều là mình chuẩn bị, cũng chờ hơn một tháng mới rảnh rỗi giúp mình luyện chế. Lý Vân Tiêu từ chối nói. Phiền phức. Vẫn là Cổ Vinh chỉ huy càng thuận lợi. Làm phiền Lương đại sư giúp ta gọi hắn đi ra. Chỉ huy càng thuận lợi. Kế mông. Hắn đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng. Vận may đụng tới Lương Văn Vũ tâm tình tốt, lại không biết điều như thế, chỉ sợ sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Lương Văn Vũ cũng sửng sốt, lắp bắp nói. Chuyện này, như vậy không hay lắm đâu. Lý Vân Tiêu kiên chỉ dần dần bị làm cho hao mòn. Lạnh lùng nói. Chỉ hỏi một lần cuối cùng, gọi hay là không gọi. Chuyện này, thái độ hung hăng của Lý Vân Tiêu làm cho Lương Văn Vũ ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này không nể mặt mình như thế. Kế mông cùng Lục Giao càng là đầu đầy mồ hôi, tiểu tử này. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu nói. Được rồi, kế mông, chúng ta đi. Hắn không nói hai lời xoay người liền rời đi. Trong lòng Lương Văn Vũ có chút nổi giận. Nhưng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên nghe Lý Vân Tiêu đã đi tới cửa nói. Thương thế của Tiêu Khinh Vương,
ta quản không được rồi. Để chính hắn tới tìm thuật luyện sư công hội các ngươi đi. Cái gì, thương thế của Tiêu Khinh Vương? Lương Văn Vũ lập tức rõ ràng cái gì, nhớ tới thời điểm trên yến hội, Lý Vân Tiêu nói có thể trị hết thương thế của Tiêu Khinh Vương. Vậy hắn luyện đan là... Chậm đã. Lương Văn Vũ mồ hôi lạnh tràn trề chạy lên, vội ngăn cản Lý Vân Tiêu nói. Vân Thiếu, ta sẽ đi gọi Cổ Vinh ngay. Coi như hắn bế tử quan, ta cũng phải kéo hắn đi ra. Đùa gì thế, nếu bởi vì mình ảnh hưởng Tiêu Khinh Vương chữa thương, đừng nói bản thân Tiêu thống lĩnh, coi như là quốc vương bệ hạ hay Hứa Hàn hội trưởng, cũng sẽ trực tiếp lột ra mình. Chuyện này, như vậy không hay lắm đâu. Lý Vân Tiêu một mặt sầu lo. Cổ Vinh đang bế quan, chúng ta cũng không tốt tùy tiện quấy rầy. Lương Văn Vũ té xỉu, này đúng là lời mình mới vừa nói qua, hắn cũng ngầm cười khổ không ngớt, mình là gây nghiệt gì a? Kế Mông nghe mà nội tâm chấn động không ngớt, hắn tự nhiên biết thương thế của Tiêu Khinh Vương là xảy ra chuyện gì, là dốc hết quốc lực, cũng không tìm được biện pháp trị liệu. Lẽ nào Vân Thiếu có biện pháp? Sao có thể có chuyện đó? Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, thầm nghĩ khẳng định là một chuyện khác. Lương Văn Vũ vội vã nghiêm mặt nói. Thương thế của Tiêu thống lĩnh, việc này quan hệ trọng đại. Trong cả nước, cũng chỉ có Vân Thiếu có thực lực có thể chữa khỏi, ta sẽ đi gọi Cổ Vinh xuất quan ngay. Kế Mông. Lý Vân Tiêu ngăn cản Lương Văn Vũ, rủ đầu xuống, dùng tay sờ sờ trán của mình, uể oải nói. Hay là thôi đi, thân thể ta đột nhiên không thoải mái. Chờ thân thể ta thoải mái sẽ trở lại. Sắc mặt Lương Văn Vũ tái xanh, hắn dùng ánh mắt cầu cứu truyền tin cho Lục Giao đang ở một bên triệt để dại ra. Lục Giao vội vàng phản ứng lại, tiến lên kéo tay Lý Vân Tiêu, cười làm lành nói. Vân Thiếu, đều do ta lúc trước không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng theo ta tính toán có được hay không. Lục Giao có thể ở thuật luyện sư công hội hỗn mấy năm, cũng là có chút bản lĩnh, thêm vào tướng mạo sắc thực thanh tân, lúc yêu kiều cũng là xinh đẹp quyến rũ, nàng vừa mở miệng, nhất thời giống như gió xuân, để cho lòng người trở nên ung dung. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái, ngạc nhiên nghi ngờ, liên tục kỳ quái nói. Ồ, mới vừa rồi còn đau đầu, làm sao Lục Giao vừa nói chuyện, ta liền tốt rồi nhỉ? Quái sự, quái sự. Đau đầu hết là tốt rồi, hết là tốt rồi. Lương Văn Vũ lúng túng nói hai tiếng. Cho Lục Giao một vẻ mặt tán thưởng cùng khẳng định. Lục Giao nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp, thầm nói, hắn ngay cả Lương Văn Vũ đại sư cũng không bán mặt mũi, nhưng chịu cho mình ân tình. Hắn đây là thuận nước đẩy thuyền, giúp mình một tay. Có chuyện này, Lương Văn Vũ đại sư là gián tiếp nợ mình một ân tình, sau này địa vị của mình ở thuật luyện sư công hội cũng sẽ tương ứng tăng cao. Kế Mông đã dại ra không biết nói cái gì tốt. Chỉ cảm thấy Lương Văn Vũ kia, cùng trước đây mình quen biết không giống nhau lắm. Trước đây lãnh ngạo quái gở, hiện tại nhiệt tình hào phóng, nhưng hắn cũng biết, này hoàn toàn là tùy theo từng người. Chỉ có thể nói vị trí của Lý Vân Tiêu ở trong lòng hắn, cao hơn mình quá nhiều. Hắn cảm thấy rất oan ức, mình là Trấn Quốc thần vệ phó thống lĩnh A, đã được cho là sống lưng vương quốc, mà thiếu gia công tử bột này tính là gì. Bốn người đi tới ngoài cửa bế quan của Cổ Vinh. Mỗi một vị thuật luyện sư bế quan đều hướng về công hội yêu cầu, từ đó thu hoạch được một gian thuật luyện thất có chứa trận pháp phụ trợ, cùng với cung cấp lượng lớn nguyên thạch. Hiện tại gọi Cổ Vinh ra đi, ta không có thời gian, đã bị các ngươi trì hoãn rất lâu. Lý Vân Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói. Lương Văn Vũ một trận cười khổ không thôi, lần này sợ là Cổ Vinh sẽ rất tức giận. Bất kỳ một tên thuật luyện sư nào bế quan bị cắt đứt, đều sẽ nổi trận lôi đình. Lửa giận 3000. Nhưng lần này là vì luyện đan cho Tiêu Khinh Vương, cũng không có biện pháp, đến thời điểm cho hắn nhiều chút bồi thường là được. Lục Giao, người đi gọi đi. Lương Văn Vũ nói. Lục Giao ngẩn ra, đầu đầy mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng nói. A, ta. Mệnh lệnh của Lương Văn Vũ nàng không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là lau mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí một đi lên phía trước. Trên cửa có một loại trận pháp kêu gọi nhỏ, mặt trên khảm nạm một khối hạ phẩm nguyên thạch. Trận pháp này chỉ là đưa đến một tác dụng tăng âm, hạ phẩm nguyên thạch cũng đầy đủ dùng tới 100 năm. Lục Giao thấp thỏm đem khối nguyên thạch này đè xuống, dùng âm thanh ôn nhu, đáng yêu, mê người nhất mà nàng có thể sử dụng, nhẹ nhàng nói. Cổ đại sư, có việc mời ngài xuất quan.
Ngoài cửa dị thường yên tĩnh, lòng bàn tay Lục Giao đều là mồ hôi, đã làm tốt chuẩn bị chịu đựng lửa giận của Cổ Vinh. Lương Văn Vũ cũng hơi có chút sốt sắng. Thời gian uống cạn chén trà sau, cửa ầm ầm mở ra. Một luồng kình phong bắn thẳng ra, liền thấy bóng người lóe lên. Sau đó Lục Giao kêu thảm một tiếng, cả người bị cái bóng kia chấn bay ra ngoài. Cổ Vinh nổi giận đùng đùng vọt ra, năm ngón tay trực tiếp bóp lấy phần gáy của Lục Giao, nhấc nàng lên đính ở trên tường, giận dữ hét. Người thiện nhân này, lại dám đánh gãy ta bế quan. Người có biết lần bế quan này đối với ta trọng yếu bao nhiêu hay không, ta còn kém một bước, còn kém một bước liền có thể trực tiếp tiến vào thuật luyện sư cấp 2. Cấp 2A, hiện tại dã tràng xe cát, giết người cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Cái gì, cấp 2? Lương Văn Vũ kinh hãi liên tục, khó mà tin nổi nhìn sóng linh lực quanh thân Cổ Vinh, thất thanh nói. Người mới lên cấp bao lâu? Làm sao có khả năng liền xung kích cấp 2? Nhưng sóng linh lực này, trời ạ, đúng là gợn sóng xung kích cấp 2, làm sao có khả năng? Cổ Vinh nổi giận chuyển thân, nhìn chằm chằm Lương Văn Vũ giận dữ hét. Tốt, Lương Văn Vũ, hóa ra là ngươi đang giở trò quỷ. Có phải là thấy ta muốn tiến vào cấp 2, ngươi cố ý đến giở trò? Lương Văn Vũ bị sát ý của hắn dọa sợ hít vào ngụm khí lạnh, trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lần này thật sự xong đời. Ai cũng không nghĩ tới hắn là đang trùng kích bình cảnh cấp 2, đừng nói là trị liệu Tiêu Khinh Vương, dù là trời sập xuống, cũng không nên đánh gãy hắn a. Lần này thảm, trong lòng hắn cực kỳ hối hận, oán hận nhìn Lý Vân Tiêu một chút nói. Là Vân Thiếu để chúng ta đến tìm ngươi, ta đã ngăn cản rất lâu, nhưng thực sự không cưỡng được hắn. Hắn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên người Lý Vân Tiêu. Ai bảo tiểu tử này không biết điều, còn bày ra Tiêu Khinh Vương đến ép hắn, lần này xong chưa, xông ra đại họa, đánh gãy một tên thuật luyện sư lên cấp, là tội lớn vạn chết khó tử a. Lần này xem tiểu tử kia làm sao chịu đựng lửa giận của Cổ Vinh, ai nha, đáng thương ta cũng liền lũy tiến vào. Vân Thiếu. Con người của Cổ Vinh đột nhiên phóng to. Lúc này hắn mới nhìn thấy Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông đứng ở một bên. Kế Mông cũng là biểu hiện căng thẳng, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối. Tuy rằng Cổ Vinh chỉ là võ sĩ phổ thông, nhưng thân phận cao quý, hắn cũng chỉ có thể phòng ngự, không dám đả thương đối phương. Mà Lý Vân Tiêu lại một mặt hờ hững, chậm chậm nói. Không sai, là ta tìm ngươi, đã đợi rất lâu rồi. Nội tâm Lương Văn Vũ hừ lạnh nói, hừ, còn không thấy ngại nói. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Cánh tay Cổ Vinh nắm lấy yết hầu Lục Giao dần dần nới lỏng, vẻ mặt dần dần hồi phục. Nhưng đảo mắt lại càng thêm giận dữ, chòm râu chổng ngược, cả người tức giận đến run rẩy, chỉ vào Lục Giao quát. Vân Thiếu đến rồi, tại sao không sớm gọi ta một chút? Ngươi có biết Vân Thiếu thời gian có bao nhiêu quý giá hay không? Lại để Vân Thiếu đợi lâu như vậy, ta xem ngươi là muốn cút khỏi nơi đây. Lục Giao. Sau khi hắn gào thét, vội vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười, chạy đến bên người Lý Vân Tiêu, cúi đầu khom lưng nói. Vân Thiếu, đều do những hạ nhân này làm việc không hiểu chuyện. Nếu biết Vân Thiếu muốn tới, ta mới không thèm bế quan làm gì. Chuyện này, đây là tình huống gì? Mọi người chỉ cảm thấy một trận mê muội, có loại không chân thực ngất ngất muốn ngã. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Này có thể không tốt à? Ngươi là xung kích cấp 2. Cấp 2A, hiện tại dã tràng xe cát, giết ta cũng khó tiêu mối hận trong lòng ngươi a. Câu nói này chính là vừa nãy Cổ Vinh nói với Lục Giao, hiện tại Lý Vân Tiêu mang ra ngoài. Cổ Vinh vỗ đầu của mình một cái, cười hì hì nói. Ai nha, không phải là xung kích cấp 2 thôi sao, lúc nào cũng có thể. Ai nha, ta cái mộc đầu này, tuyển thời gian thật không phải lúc, đáng đời bị cắt đứt. Đánh gãy tốt. Đánh gãy rượu. Rào. Mấy người rốt cục không chống đỡ được, toàn bộ ngã nhào. Kế Mông nhìn bốn phía mấy lần, nếu không phải Lương Văn Vũ cùng Cổ Vinh hắn đều biết, tuyệt đối sẽ cho rằng đi nhầm địa phương. Lương Văn Vũ lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Cổ Vinh, ngươi là xung kích cấp 2A. Cổ Vinh lườm hắn một cái, con ngươi lồi ra nói. Xung kích cấp 2 nhiều thời gian lắm sao, làm người nên lòng dạ rộng lớn. Như vậy mới có thể ở trên thuật luyện chi đạo đi càng xa hơn. Lương Văn Vũ cảm thấy ngực có chút đau đớn, vội nói. Coi như ta không có nói gì.
hắn cáo từ nói. Vân thiếu, đã giúp ngươi gọi Cổ Vinh, ta có việc cáo từ trước. Còn nếu có nhu cầu gì, trực tiếp tìm Lục Giao liền được rồi. Hắn lắc đầu liên tục chạy đi, cũng không biết là bị Lý Vân Tiêu kích thích, hay là bị Cổ Vinh kích thích. Cổ Vinh một mặt lấy lòng nói. Vân thiếu, gọi ta có chuyện gì không? Lý Vân Tiêu chỉ vào Lục Giao, lạnh lùng nói. Nàng là bằng hữu ta. Lục Giao đang khẽ vuốt hiết hầu, hầu cốt hầu như có cảm giác gãy vỡ, trên cổ trắng như tuyết có một vết ấn màu đỏ xanh, khiến người ta thấy mà thương tiếc. Cổ Vinh sửng sốt một chút, không nói hai lời đi lên phía trước, cúi người bái một cái, chân tâm nói. Lục Giao tiểu thư, là ta lỗ mãng, xin tiếp thu lời xin lỗi của ta. Lục Giao sợ hết hồn, vội khoát tay, nàng lướt qua một bên nâng Cổ Vinh dậy, muốn nói điều gì, nhưng từ trong cổ họng truyền đến một trận đau đớn, gấp đến kịch liệt ho khan lên. Kế Mông một mặt cay đắng, nếu những thuật luyện sư này, đối với mình cũng có thể như vậy, thật là tốt biết bao a. Cổ Vinh từ trong giới chỉ lấy ra một viên thuốc nhũ bạch đưa cho nàng. Đây là đan dược lưu thông máu động. Lục Giao không chịu thu, lần này đến phiên Cổ Vinh cuống lên, liều mạng nhét vào trong miệng nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Lần trước sau khi ở công hội luyện đan luyện khí, địa vị của Lý Vân Tiêu ở trong mắt hắn đã giống như là đan đạo thánh giả, danh sư chỉ đường. Sau khi hắn bế quan, khổ sở suy nghĩ lời mà ngày đó Lý Vân Tiêu giảng giải cho Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn, trong mơ hồ chợt bắt đầu có dấu hiệu đột phá cấp 2. Điều này làm cho hắn vạn phần chấn động cùng mừng rỡ. Đúng lúc này, lại bị Lục Giao truyền âm đánh gãy, loại lửa giận kia có thể tưởng tượng được. Nếu không phải là Lý Vân Tiêu tìm hắn, sợ là giờ khắc này thuật luyện sư công hội đã bị nổ tung. Lý Vân Tiêu nói, thiên phú của ngươi so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, có thể nhanh như vậy đột phá cấp 2, tương lai thành tựu nhất định càng cao hơn. Lần này ta cần luyện chế lượng lớn đan dược, nên tìm ngươi đến giúp đỡ. Luyện đan. Trong mắt Cổ Vinh tuôn ra tinh mang, kích động nói. Muốn nguyên liệu gì, ta đi chuẩn bị ngay. Lý Vân Tiêu nói. Nguyên liệu ta đã chuẩn bị tốt rồi, lần này luyện đan khả năng muốn kéo dài một quãng thời gian. Ngươi trước tiên tìm phòng luyện công, ta đem Kế Mông an bài xuống. Thuật luyện sư có không ít người là võ giả, tuy rằng thành tựu võ đạo thấp, nhưng cũng cần bế quan khổ tu, vì lẽ đó phòng luyện công cũng không thiếu. Cổ Vinh chọn một phòng lớn nhất để Kế Mông dùng. Lý Vân Tiêu đi tới một mặt vách tường, sau khi trầm tư một lát, lấy ra Hắc Nữ đại kiếm, giơ lên cao chém xuống. Thế kiếm thẳng thắn thoải mái, cương mãnh ngắc liệt, bốn phía phòng luyện công đều là hắc thiết cứng rắn rèn đúc thành, mỗi một kiếm của Lý Vân Tiêu đều chém nứt một đoạn sắt, trên vách tường đốm lửa tung tóe, rất nhanh hiện ra từng cái chữ nhỏ, chỉnh tề sắp xếp ra. Những chữ nhỏ kia thanh tân tú lệ, yên phi lộ kết, từng cái ở dưới đại kiếm thô giáp điêu khắc ra, giống như từng đóa hoa đột nhiên nở ra, liên miên không dứt. Loại kiếm thế kiên cường uy mãnh này, chữ viết giống y như thật, phiêu như phù vân, hai loại kiên quyết phong độ không giống đồng thời xuất hiện ở dưới kiếm của một người, loại tương phản mãnh liệt này để nội tâm Kế Mông chấn động sâu sắc. Cổ Vinh cũng là nhất tinh võ sĩ, tuy rằng võ đạo lĩnh ngộ không cao, nhưng cũng cảm giác được khí thế dưới kiếm của Lý Vân Tiêu, nín thở ngưng thần, không dám đánh gãy. Một lát sau, một bài thơ thanh tân hiện trên vách tường, như có từng đóa hoa tươi, tranh nhau khoe diễm. Tao hua an cưa, tao hua u ly tao hua an, tao hua an ly tao hua xiên gen trong tao su, yêu trai tao hua hoan diêu chiên, diêu sinh trừ dài hua chiên du ô, diêu dùi hai lai hua xìa miên, ban sinh ban dùi di phu di, hua lua hua cai niên phu niên, gian doen lao si hua diêu chiên, bu doen du gong che ma chiên, che chen ma du gui chơ quy, diêu tràn hua trừ pin chơ doen. Ruo chiang phu gui bi pin chiên. Y dai ping đờ y dai tiên. Ruo chiang pin chiên bi che ma. Ta đờ quy chi vô đờ xiên. Bi gen siao vô te phân tiên. Vô siao ta gen can bu chuan. Bu chiên u linh hao chia mở u. U hô u diêu chu du ô tiên. Đào hoa am. Đào hoa ổ lý đào hoa am. Đào hoa am lý đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ. Hữu trích đào hoa hoán tử tiền. Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền tỏa. Tửu túy hoàn lai hoa hạ miên. Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật. Hoa lạc hoa khai niên phục niên. Đãn nguyện lão tử hoa tử gian.
Bất nguyện cúc cung sa mã tiền. Sa trần mã túc quý giả thú. Tửu trản hoa chi bần giả duyên. Nhược tương phú quý tỷ bần giả. Nhất tại bình địa nhất tại thiên. Nhược tương bần tiện tỷ sa mã. Tha đắc khu chỉ ngã đắc nhàn. Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên. Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên. Bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ. Vô hoa vô tử sứ tác điền. Dịch nghĩa. Trong thành hoa đào có am hoa đào. Trong am hoa đào có tiên hoa đào. Người tiên hoa đào trồng cây hoa đào. Lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu. Tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa. Say rồi lại nằm ngủ dưới hoa. Nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày. Hoa rụng hoa nở năm này qua năm khác. Thà chết già trong rượu và hoa. Chứ không chịu quỵ lụy trước xe ngựa. Thú vui phú quý của người là bụi xe vó ngựa. Duyên nghèo của ta là chén rượu cành hoa. Nếu đem phú quý so với nghèo hèn. Một ở đất bằng, một lên tới trời cao. Nếu đem bần tiện so với ngựa xe. Người phải tất tả, ta được nhàn nhã. Người ra đi cười ta gió lớn cuồng quay. Ta cười, người nhìn nhưng có hiểu đâu. Chẳng thấy mộ của hào kiệt ngũ lăng đó sao. Không hoa, không rượu, bị san bằng làm ruộng cày. Sao tác giả lấy bài thơ của Đường Bá Hổ, mình lấy nguồn thơ vào cho các độc giả thưởng thức luôn. Theo câu thơ triển khai, một địa phương cả vườn hoa đào nở rộ, nhất thời ở trước mắt hai người dần dần hiện lên, thật giống như đột nhiên đặt mình ở trong cánh hoa đào đầy trời, sơn thủy một màu, thiên địa xa âu. Lý Vân Tiêu đối với tác phẩm của mình tựa hồ hết sức hài lòng, cười nói. Kế mông, chờ ta bế quan đi ra, nếu như ngươi vẫn chưa thể từ trong lĩnh ngộ ra đào hoa ý cảnh càng cao hơn, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi thiên tư ngu dốt, sau này không cần theo ta. Sau khi hắn nói xong, cũng không có nghe thấy Kế Mông trả lời. Kế Mông đã hoàn toàn bị hút vào trong kiếm ý của nhất bút nhất họa kia, trên linh đài từng đóa hoa đào nở rộ. Hắn đã không nghe thấy Lý Vân Tiêu nói, cả người đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển chân khí, rơi vào trong suy nghĩ nặng nề. Cổ Vinh ngạc nhiên nói. Vân Thiếu, hắn. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu một cái. Chúng ta đi thôi, nên làm chuyện của mình a. Hai người đóng lại phòng luyện công, lần thứ hai đi tới địa phương lần trước luyện chế Hắc Nữ Đại Kiếm. Lần này Cổ Vinh rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, coi như quốc vương chết rồi, cũng không cho phép quấy rầy bọn họ. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy dọa đến Lục Giao nhảy một cái, nhưng vẫn liều mạng gật đầu phân phó. Sau khi Lương Văn Vũ biết, càng là phái bốn tên võ sư cao thủ thay bọn họ bảo vệ ngoài cửa, để ngừa vạn nhất. Lý Vân Tiêu vòng quanh luyện chế thất đi một vòng. Lần thứ hai chọn lựa ra mấy lò luyện đan, gõ mấy cái, biểu thị vẫn tính thỏa mãn. Lần trước hắn trực tiếp luyện bạo một lò luyện đan tốt nhất, nếu là thuật luyện sư khác, sợ là trực tiếp chộp tới đòi bồi thường. Nhưng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn không chỉ không có nửa câu nói, trái lại đem lò luyện đan tổn hại kia cầm đi nghiên cứu tới. Lấy mấy cái này đi, trước tiên luyện chế nhóm đầu tiên. Lý Vân Tiêu nói, công tác chủ yếu của ngươi là học tập. Đợi thời điểm hồn lực của ta không chống đỡ nổi, ngươi lại tới. Nguyên bản để ngươi đến cũng không hy vọng ngươi có thể làm gì, chỉ là làm việc vặt cho ta. Cổ Vinh nghe nói để hắn chủ yếu học tập, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói. Làm việc vặt được, làm việc vặt tốt, ta thích nhất là làm việc vặt cho Vân Thiếu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hơi ngưng lại, một đạo thần thức rơi vào giới thần bi trong đan điền, nhất thời một đạo hào quang ở trên thân bi lưu chuyển. Xông thẳng chỗ mi tâm. Trong hai mắt của hắn phảng phất mở ra con mắt thứ ba, một ánh hào quang bắn ra, nhất thời toàn bộ luyện chế thất chồng chất các loại vật liệu. Cổ Vinh sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn đồ vật khắp phòng, sợ hãi nói. Vân Thiếu, ngươi không phải là cướp sạch tồn kho của một công hội nào đó chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.